Phật Pháp ứng dụng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thượng Tòa Giảng Sư. Giờ này toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 48 tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân, chúng con đang rất mong chờ những bước chân an lạc của Thầy Quang Hỷ Quang Lâm về Pháp Tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy Quang Hỷ chứng minh Quang Lâm Pháp Tòa để chia sẻ một thời pháp thoại chiều nay với đạo tràng chúng con. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để chúng ta cung đón Giảng Sư của chúng ta Quang Lâm Pháp Tòa. Này chắc pháo Trung Quốc quá, ngộ quá trời. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư Quang Lâm về Pháp Tòa. Kính bạch Thượng Tòa Giảng Sư, kính thưa Đạo Tràng Phật tử, để cầu chư Phật gia hộ cho thời pháp thoại chiều nay của Đạo Tràng chúng ta thành công viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư, kính mời toàn thể Đạo Tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư khởi niệm. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư an tòa, kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, thì đối với đạo tràng chúng ta chiều hôm nay quả thật là một ngày hết sức là hy hữu, hết sức là vui tươi. Vì thời khóa tu tập buổi chiều thường là thời khóa tu tập tạo cho hành giả có một cái không khí có thể nói là oi bức, và tinh thần tập trung tu học không được cao vào buổi sáng. Nhưng không biết vì lý do gì, chiều hôm nay nơi đạo tràng Tường Vân một không khí hết sức là sôi động. Kể từ khi bước chân an lạc của Thượng Tòa Giảng Sư đã quang lâm về đạo tràng này, thì ban tổ chức rất lấy làm vui mừng, xen lẫn khó xử. Phải chi có Đại Đức trưởng ban tổ chức ở chùa, việc chỉ đạo cung thỉnh là một chuyện rất là bình thường. Nhưng hôm nay với vai trò là một người thay thế cho Thầy trưởng ban tổ chức, mà hơn nữa Thượng Tòa Giảng Sư của chúng ta đã có mặt tại Đạo Tràng Tường Vân rất sớm, làm cho ban tổ chức rất lấy làm vui mừng. Và tất cả hành giả trên những gương mặt rất là rạng rỡ như thế này để chào đón Thượng Tòa Giảng Sư Quang Lâm thì không thể nào có lý do kéo dài hơn được nữa. Vì ban tổ chức mà hy vọng rằng và cũng biết rằng quý Phật tử hành giả giờ này đang rất trông ngóng để đón nhận những lời giáo pháp
mà Thượng tọa giảng sư sẽ ban bố cho chúng ta buổi chiều hôm nay. Và kính thưa quý vị, cũng không xa lạ vì với Phật tử chúng ta hiện diện trên pháp tòa là Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì viện chuyên tu làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và để không làm mất thời gian cho thời pháp thoại chiều nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa giảng sư bắt đầu tuyên dương pháp thoại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên thầy xin trân trọng kính gửi đến tất cả chư hành giả của khóa tu tập lần thứ 48 tại tu viện Tường Dân, có một ngày tu thật sự được an lạc. An lạc nhất là chiều nay được về sớm. Đừng có mơ. Hay nói tới 5 giờ. Nghe nó về sớm vỗ tay rờn rờn. Thầy ngộ với thầy, phải nói thầy suy nghĩ giống như thầy MC trên này. Là vì được nghe về sớm mà vỗ tay chứ có vui mừng gì gặp thầy đâu. Phải không? Trời ngoan vậy à, cảm ơn. Thật tình thầy nghe lộn, thầy nhớ 2 giờ. Tại vì hôm nay chùa thầy có khóa tu trùng với ở đây. Thì buổi chiều là cái buổi mà thầy đọc kinh Niết Bàn cho chúng hội nghe. Mà quý vị biết phải giờ lại, sáng giảng xong nghỉ giải lao 30 phút cái thầy đọc luôn, để mà chiều có thời gian để đi lên đây, không dè lên đây bị hố hàng. Mà hố hàng rồi được đón tiếp một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Bỗng dưng chiều nay không gian trở nên náo động lạ thường, tôi nghe hết hồn. Trời ơi, gặp thầy lạ gì náo động. Xin lỗi quý vị, làm cho quý vị mất một thời tụng kinh. Thật ra đến chùa tụng kinh tu tập nó rất là quý. Hơn nữa là chúng ta được tụng trong một cái đạo tràng, nó khác với tụng một mình. Tụng một mình mệt, cái mình ngoẻo ngang, mình ngủ, mình khát nước, thậm chí có ly cà phê đá cái bên, bên nữa. Nhưng mà ở đây đố dám, phải không? Cho nên môi trường nó rất là quan trọng đối với lại sự tu tập của mình. Vì chúng ta không có đủ trình độ để có thể an lạc trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không có đủ khả năng về giới, về định, về tuệ để chúng ta cảm nhận được cái chất liệu giải thoát qua pháp hành trong giáo lý của Đạo Phật ở từng hoàn cảnh, từng thời điểm của chúng ta được, mà chúng ta phải nương nhờ vào trong hội chúng. Điều này rất là quan trọng. Thì hôm nay thầy xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị Phật tử trong khóa tu 48 tại tu viện Tường Dân này một chủ đề rất là bình thường nhưng có thể giúp cho quý vị tìm được sự an lạc đích thực trong tất cả mọi lúc, mọi nơi khi chúng ta hành trì. Dân xin trình bày chủ đề An Lạc Ở Đây. Điều đó không có nghĩa là an lạc ở Tường Dân, chỗ khác không có à nha. Thưa quý vị, xác định lại mục đích tu tập của chúng ta là cái gì? Thầy có hỏi một số Phật tử, nhưng mà có thể nói là chỉ có 50% trả lời là tạm được, còn 50% thì mơ hồ. Không biết tu để làm gì? Con tu để con giải thoát. Thầy hỏi chứ bị buộc ràng gì mà giờ muốn giải thoát? Không nhớ ra. Ngồi một hơi giờ không nhớ ra, tại vì quá nhiều buộc ràng. Nào chồng, nào con, rồi nào tiền, rồi nào nước sơn móng tay, rồi thuốc, rồi hột sàn, rồi sập giải, rồi đủ thứ nó buộc mà lại hết. Chúng ta khó mà giải thoát, cho nên không nhớ ra được. Nhiều quá chúng ta nhớ không ra. Đa phần Phật tử không có xác định được cái mục đích tu tập của mình. Con bỏ cái điện thoại xuống đi con. Lo nghe đi, chụp hình chứ thầy ngồi đây thầy cười hoài à. Cứ nhìn thầy là đẹp rồi.
tội nghiệp chứ mấy người bên kia có tivi không coi, đi qua đây ngó bên đây nhìn cái tivi cho nó khỏi mỏi cổ. Ở khán đài B mà cứ ngoảnh cái đầu qua khán đài A để ngó thầy, nó còn dơ tay dơ chân nữa kìa. Quý vị ở tầng dưới có thấy thầy không? Mấy vị ở chánh điện có thấy thầy không? Người ta hỏi ở dưới ở đây cũng trả lời. Thầy thấy tội nghiệp các Phật tử ở dưới đâu có thấy trực tiếp đâu, cho nên ở đây cũng không trách quý vị khán đài B ngoảnh đầu qua khán đài A. Có nhiều bác Phật tử ở xa và tới chùa thầy tu, thầy sắp xếp mấy bác đã lớn tuổi ngồi chỗ xa để coi tivi được ngồi ghế, còn không ngồi đất. Bánh trời, người ta đi 200 cây số bắt người ta coi tivi. Bà nói con chỉ cần có 5.000 là con coi tivi được rồi. Con mua cái đĩa con bỏ vô con coi thầy tối ngày sáng đêm. Đi 200 cây số cũng bắt coi tivi. Đúng là cái tâm lý của các vị thấy gương mặt, rồi nghe âm thanh, rồi những cái biểu cảm trên gương mặt của vị thầy, chúng ta là dễ có cái sự tương ưng tâm thức với nhau. Điều đó nó quan trọng lắm quý vị. Trong tu tập của chúng ta, thật sự chúng ta cần lắm một vị thầy mà vị thầy đã có nhân duyên với mình. Chứ đâu phải mình không biết quen các thầy đâu. Sát bên nhà mình cũng có chùa mà, phải không? Bước ra đường cũng có thầy. Mà nói tới cái chùa đó tự nhiên chề môi. Đó, cái bà chề môi bà cúi đầu xuống đó. Bắt được tại trận mà. Đừng có trề môi con. Tự mình biết có nhân duyên hay không có nhân duyên thì thôi, chứ đâu có sao. Nhưng mấy đứa con phải hiểu một điều như thế này: mỗi nhân duyên là một con đường đi tới an lạc. Chúng ta cần có nhiều con đường để rộng đường đi. Chúng ta đóng một con đường có nghĩa là đường đi nó hẹp lại. Điều này chúng ta dễ hiểu lắm. Một nhân duyên mà bị khép lại có nghĩa rằng sự tu tập của chúng ta nó mất đi một cơ hội. Cho nên không có lý do gì mà mình trề môi chỗ này mà mình rạng rỡ ở chỗ khác. Không có lý do gì hết á. Mình cứ nuôi lớn nhân duyên. Biết đâu trong cuộc đời này lanh quanh lẫn quẩn giữa tử sanh sanh tử, chúng ta lại gặp những con người đó. Phải không quý vị? Trở lại vấn đề là mục đích tu tập của chúng ta là cái gì? Thì nhiều khi chúng ta cũng không có xác định rõ. Chúng ta có cái cảm tưởng rằng chúng ta có tu tập chúng ta được an lạc. Và điều này đúng. Khi quý vị đi tới đây, quý vị thấy mình ít nhiều gì bớt đi những muộn phiền. Thành Phật thì chắc chưa đâu, nhưng mà chúng ta bớt dần dần những cái lo toan, rồi những suy nghĩ mà khiến cho tâm thức của chúng ta hoang mang, chúng ta căng thẳng. Điều đó nó chỉ là chuyện bên ngoài cổng chùa. Khi vào đây chúng ta không phải là người liều, nhưng mà chúng ta thấy không cần thiết phải bận lòng tới nó nữa. Quý vị nghĩ cái đó nó quan trọng lắm nha. Dần dần nó sẽ giúp cho chúng ta có đủ cái tự tin, có đủ cái sức mạnh để chúng ta bước qua được khổ đau. Tuy rằng chúng ta không có nắm chắc được cái gì gọi là an lạc, hay là một cái dấu hiệu gì để gọi là chúng ta thâm nhập vào trong giáo nghĩa của Đức Phật, nhưng mà cái sự an lạc rõ ràng có. Ở nhà thì chỉ cần một mình với một người nữa thôi, có thể chí chế tối ngày sáng đêm, nói không hết chuyện. Nhưng ở đây dám hó hé không? Có khi mình cũng hơi bực bội là các thầy khó khăn quá, rồi ban tổ chức cũng nghiêm ngặt quá. Nhưng điều đó vẫn đem tới lợi ích cho mình. Thầy thấy có nhiều người rất là ghiền điện thoại, nhưng tới đây không cho xài điện thoại, cấm cầm điện thoại. Mình cũng bực bội. Nhưng thử hỏi mình buông luôn cái điện thoại một ngày, buông mà mình quên hẳn. Khi về nhà cầm tới cái điện thoại, mình mới cảm ơn các thầy. Ngày nay mình đỡ nghe những cái chuyện mà mình không muốn nghe. Mình thanh thản hơn là vì mình không có biết một số chuyện mà từng làm cho mình phiền. Chắc lưỡi thì nó cũng ren rồi. Thì quý vị thấy đó, cái gì nó cũng có cái giá phải trả. Chúng ta bớt đi các trần duyên, tuy rằng chúng ta sẽ không có những cái niềm vui chớp nhoáng, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có những cái thanh thản nó dài hơn.
Và cái điều đó không phải chúng ta tìm ở đâu cũng được đâu. Quý vị thấy ở nhà thấy không, mỗi lưng cái nằm xuống cái có con mà nó đấm lưng rồi. Thậm chí có người thân mình bóp chân quay qua cái có ly nước đá chanh, cần không nó đút tới miệng mình uống luôn. Tại sao ở đây phải ăn cơm cũng chen chút, mà ngồi nghe giảng cũng chen chút, nó cái gì cũng cực khổ hết. Rồi mệt gần chết lại Phật tụng kinh, không có chỗ ngã lưng nữa, nó dựa đại chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Tại sao như vậy? Vì chúng ta cảm nhận được những an lạc có ở nơi này, và chúng ta đón nhận được nó trong cái đời sống nhọc nhằn của mình. Chính vì thế chúng ta mới hy sinh. Nhưng mà chúng ta chỉ an lạc ở đây à, bước ra cổng chùa chưa chắc. Phải không thím? Mấy thím là đa đoan lắm, nó nhiều chuyện lắm. Bật điện thoại mà gọi lên cho con mình mà nó không bắt máy là nghe là bực bội rồi. Nó đi tới nó đón mình trễ chút xíu là cũng khó chịu rồi. Mày đi đâu giờ này mới dắt mày tới? Cái kiểu đó thì con mình nó chắp tay nó thôi mẹ đừng tu nữa mẹ. Mẹ ở nhà con khỏe hơn. Mẹ đi tu sao mới bước ra cổng chùa con nhìn không ra mẹ nữa vậy mẹ? Kiểu đó sao trả lời với con mình, phải không? Làm sao mà mình dạy được con mình? Mình phải thể hiện cái sự tu tập của mình. Cho nên đi tới đây là tu, phải không? Không, tới đây là tập, về nhà mới tu. Tới đây là training đó, tức là mình tập sự để mình làm, tập làm người tu, tập làm hành giả, tập cho nó quen, lấy kiến thức ứng dụng về nhà, bắt đầu mới tu thiệt nè. Coi thím tu nè con đó. Ngày hôm qua cái miệng thím nó nhọn chỉ vô chỉ ra, bữa nay miệng thím bằng lại. Ngày hôm qua cách đây 8 căn nhà còn nghe thím hát cải lương, bữa nay không, thím chỉ niệm Phật dễ thương lắm. Quý vị đồng ý không? Thường á, chúng ta cứ nghĩ tu tập là phải tu trước rồi tập sau, nhưng không phải. Chúng ta phải tập trước rồi chúng ta mới tu sau. Tức là chúng ta học cách gọi là tập, rồi về nhà bắt đầu thực hành thì chúng ta mới tu đó. Bây giờ thầy nghĩ rằng là quý vị một tháng có 4 ngày chủ nhật thì tới chùa tu tập là Phật tử mà hy sinh nhiều nhất, cố gắng nhiều nhất đó. Còn lại 26 ngày là mình tu ở đâu? Mình tu trong công sở của mình, trong gia đình của mình. Mình tu với ai? Tu với chồng, với vợ, với con mình, với đồng nghiệp mình, với bạn bè. Thậm chí tu với mấy cái con nhỏ khó ưa nữa. Tu với mấy thằng quỷ mà nó hồi rình, mình tu với nó luôn. Tới đây tu với thành giả không? Rất dễ thương. Quý vị thấy đó, mình đến đạo tràng mình tu dễ lắm. Tại vì đa phần là những người dễ thương. Lâu lâu gặp một người, hai người nó hơi khó tính thôi, chứ đa phần là dễ thương. Nhưng mà gặp một hai người khó ưa, khó tính ở trong đạo tràng chúng ta hay phản ứng mạnh. Tại vì mình cứ nghĩ rằng vô đây ai cũng tốt, ai cũng đẹp, ai cũng ngọt. Nhưng mà lâu gặp miếng muối ớt cái tự nhiên thấy nó cay. Thấy không? Quý vị cứ nghĩ đơn giản, hễ có muối ớt thì mình cho thêm miếng xồi chua là nó nhức. Phải không? Chứ cần gì thấy muối ớt cái mình nó chửi hung dữ cái gì này kia cái nọ. Tôi có miếng xồi chua, tôi chấm sạch chén muối ớt. Phải không quý vị? Chỗ bên kia gặp đầu ghê luôn các bạn. Tại vì đó, quý vị luôn có một cái suy nghĩ rằng đến đạo tràng là ai cũng tha thiết tu và ai cũng tốt với mình hết. Không có đâu. Gạo kìa, nó cũng có cái hột dài, cái hột tròn. Lâu lâu nó cũng có thêm cái hột mè, hột é gì trong đó, chứ đâu phải hột gạo không. Để chúng ta thấy được rằng con người là một động vật tối linh nhất, có khả năng đón nhận và chuyển hóa. Trong đó có chúng ta. Mình hôm qua khác, hôm nay đến đạo tràng mình khác. Cho nên tới đạo tràng chúng ta sẽ dễ tu tập hơn ở nhà đó. Thời gian còn lại quý vị thấy rất nhiều thời gian để chúng ta đi vào cuộc đời, chúng ta tiếp xúc với xã hội, đi kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiền. Tại thấy ở đây đa phần cũng còn trẻ, tức là quý vị cũng còn đi kiếm tiền. Mà đi kiếm tiền, xin thưa, thỉnh thoảng vẫn còn nói dối, vẫn còn phải nói những điều không đúng sự thật. Rồi chúng ta phải sân si, có khi chúng ta phải nạt nộ, phải la lối họ mới nghe. Thí dụ như đi đòi nợ mà nói em trả tiền cho chị đi em, chị không có tiền chị khổ dữ lắm. Còn khuya nó mới trả cho. Ê nhỏ kia mấy tháng mà chưa đóng lời mày. Phải không? Cái gì cười ghê vậy?
đó đâu xa, cách đây một khóa tu ở chùa thầy thôi. Thầy đang ngồi tiếp khách thì có cái cô Phật tử tới chào thầy. Thì cổ đi cái đoàn phía trước, cổ chào thầy vừa bước ra thì có cái đoàn phía sau tới chào thầy. Cái cô Phật tử nói: "Ê, ba tháng sao chưa đóng tiền lời mày?" Trời ơi, đòi tiền lời ngay trước mặt thầy luôn mà đòi. Làm cái chị kia chị cũng ngượng. Thầy mới nói: "Con à, muốn đòi nợ con ra mà cổng chùa con đòi, chứ ở đây con la kiểu người ta tưởng đâu là thầy là con nợ của con. Tội nghiệp thầy chứ danh giá gì đi thiếu nợ hả? Mà con cho bạc nhiêu?" Thầy là hỏi thẳng à: "Bạc nhiêu?" 20. Trời ơi, tức là cái chị kia thiếu cái cô này mà chưa có đóng tiền lời 3 tháng, cho mượn 30 triệu một tháng là đóng 6 triệu. 3 tháng là 18 triệu rồi, thấy không? Thầy mới nói: "Trời ơi, cho tới bạc 20 lần hả? Gì mà ghê vậy?" Thầy mới nói với chị kia: "Thôi con, 20 nhiều lắm, đóng không nổi đâu, tới đây thầy cho tính nhẹ thôi, 30. Thầy xỉa xối liền. Thì quý vị thấy đó, cái sự mà thực tập của mình mà có đó, nó trải qua một thời gian dài thì chúng ta sẽ hình thành một nếp sống mới. Đạo Phật gọi đó là thiện nghiệp, tức là thói quen. Thì hãy chúng ta có những cái thói quen mới, cái thiện nghiệp đó chúng ta ứng dụng vào trong đời sống thường nhật, bắt đầu tu rồi thì chúng ta cư xử với mọi người nó tốt hơn, đẹp hơn. Chứ có đâu mà đòi nợ ngay trong chùa luôn chứ. Đòi kỳ quá, chứng tỏ là cái vị Phật tử này đến chùa chưa có thời gian mà thực tập nhiều, hoặc giả là không có hết lòng, mà đi nhiều chùa lắm. Thầy thấy đạo tràng nào cũng đi hết, không biết có ở đây không. Thầy nó khơi khơi vậy đó, biết có trúng ai không, không biết. Không sao quý vị đừng lo, nhờ vậy thầy mới có cơ hội chích chết. Mới nhìn thấy được mắt thầy nó hết được cái vẻ đẹp của nó. Xin trở lại vấn đề là tại sao chúng ta phải xác định là mình tu phải được an lạc ngay đây. Tại vì không xác định điều này đó, chúng ta quên. Chúng ta quên cái môi trường thực tập của mình là gia đình, là xã hội, là công sở, là cái nơi làm việc của mình. Mình cứ tưởng môi trường tu tập của mình là ở chùa không à. Quý vị hoàn toàn sai lầm cái chỗ này. Tới chùa chỉ để sạc pin thôi, hiểu đơn giản vậy đó. Xong rồi về nhà cái mình chiếu sáng, mình chiếu một thời gian cái nó lu, nó hết pin rồi, tới chùa sạc tiếp. Đó, một lần một tháng sạc lần mà thấy không đủ đô, nửa tháng sạc lần không đủ nữa, thì một tuần sạc một lần mà không đủ nữa, mỗi ngày mới tới chùa mình sạc pin thử coi tỏa sáng không. Mà không tỏa sáng nữa, lên đường. Xin thưa lại với đại chúng, muốn tu tập giải thoát an lạc, chúng ta phải xác định hai điều. Một là tu tập như thế nào, và hai là tu tập ở đâu. Giống như mình bệnh, muốn hết bệnh thì mình phải biết là mình bệnh gì và uống thuốc gì. Đã biết bệnh gì, uống thuốc gì, điều trị ở đâu là tự nhiên chúng ta sẽ hết bệnh. Còn mà không biết mà ai kêu cái gì uống cái nấy, cứ lấy thuốc này đúng, lấy thuốc kia uống, uống riết rồi bệnh này chưa xong là nó lú ra bệnh khác. Thầy nào là người hay vậy, ai đưa thuốc gì cũng uống, uống riết rồi thiệt tình là muốn chết luôn rồi. Mà tới còn kiểm tra nữa, nó còn đưa thuốc sư phụ có uống không. Nó trời ơi, ai biết thuốc gì mà dám uống. Thật ra thuốc của thầy cũng không biết nữa. Mấy chú thì giả đưa thuốc gì thầy uống thuốc nấy thôi, tại nó nhiều quá thầy không nhớ nổi. Có khi thầy uống xong thầy say sẩm, hỏi ra mới biết uống lộn thuốc. Uống lộn thuốc là nó say sẩm mà nó khó chịu. Nó rồi thuốc bắc tôi gì biết uống riết nó ngán quá, thầy để đó nó móc cái mấy bác Phật tử tới chùa nó trầu ơi thuốc này mà bỏ gì, bà đem về bà phơi ra bà sắc bà uống, uống xong bà cũng lên tăng xong đi cấp cứu. Thầy hỏi sao, bà nói con về cũng uống không ổ bề ngang cũng bổ bề dọc, thấy bỏ uổng quá, uống xong lên tăng xong. Thầy nói trời, mỗi người một bệnh khác nhau chứ, tự nhiên cái bệnh của ông thầy 45 tuổi đem tới cái bà 75 tuổi uống, uống đâu có được. Rồi thầy bệnh gì, bà bệnh gì, sao mà uống được. Quý vị biết cái nhiều cái đó, nó phải trúng thuốc. Mình tu tập cũng vậy,
Mình phải biết mình đang bị cái nghiệp gì nó chi phối mình. Hay nói đơn giản thôi, mình bị cái tật xấu nào, cái tánh nào nó làm cho mình phiền não. Thì có những cái pháp môn đối trị. Thí dụ như mình hay nóng nảy, mình nghe cái gì không phải là mình phản ứng liền, dù mình rất là tốt. Mà thầy nghĩ cái này là mấy bà mẹ trong gia đình hay vướng phải cái bệnh này. Những bà mẹ thì rất là tốt, nhưng mà con cái nó không phải là nạt nó liền, la nó liền. Cho nên đa phần con cái lại cảm thấy mẹ của mình khổ nghiệp hơi nặng, dù rất là tốt bụng. Thầy thì thầy có thể chấp nhận được là tại vì cừu mẹ luôn cực khổ nhọc nhằn để lo cho chồng, lo cho con, lo cho cháu nữa. Rồi không làm ra tiền cũng lo, mà làm ra tiền cũng lo, cái tánh của các bà mẹ là như thế. Nhưng con cái nó không đủ kiên nhẫn để nó suy nghĩ ra những cái đặc tính ưu việt ẩn tàng trong những bà mẹ. Mà nó chỉ thấy cái miệng bà mẹ đưa vô đưa ra, con mắt trợn qua trợn lại, nó chỉ thấy những cái hình ảnh đó không à. Vô tình mẹ nó không có điểm cao, nó lại đi so sánh với bà mẹ khác, thì nó chưa chắc bà mẹ khác nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng là tốt đâu nghe con. Phải không? Chưa chắc. Mẹ nào không thương con? Mình phải hiểu được cái tâm của mẹ mình. Mình hiểu được cái bản chất đó rồi từ từ, rồi mình góp ý mình thương. Thì đa phần chúng ta ở nhà, chúng ta lại bị những cái rất là bình thường nó chi phối. Rồi chúng ta hình thành một cái thói quen, chúng ta bỏ không được. Bây giờ mình phát hiện ra mình nóng nảy, có một ai đó nhắc nhở, mình nhớ. Thì Đạo Phật dạy cho mình sống thông cảm, sống bao dung. Cách đó là đối trị với cái phiền não do cái sân hận, cái nóng nảy nó đưa tới cho mình. Khi mình bao dung họ, mình thông cảm họ, thì mình nghĩ rằng biết đâu trong cái cuộc sống này, khi mình gặp những cái điều gì đó làm người khác bực mình, thì người kia đang bao dung, đang hỷ xả cho mình, đang thông cảm cho mình. Cái nào nó cũng có lợi hết. Thì pháp môn đó nó sẽ xứng hợp với lại căn bệnh này trong tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy 84.000 pháp môn là nhằm đối trị với 84.000 cái phiền não tâm bệnh của con người. Nó ứng hợp hết, cũng giống như thuốc vậy đó. Thuốc đau bụng thì nó chữa cho đường tiêu hóa, thuốc tim thì nó chữa cho cái hệ thống tuần hoàn, thuốc phổi thì chữa cho cái hệ thống hô hấp. Chứ đâu có bao giờ mà ai mà đau tim mà đem viên thuốc sổ lại uống, phải không? Bây giờ mình cho rằng cái viên thuốc mà sổ run sổ sán đấy mà cho nó không quý bằng thuốc đặc trị ung thư, thì đâu phải. Thuốc nào nó đúng bệnh là thuốc đó trở thành thuốc quý. Đó, thầy nói người ta nghe tới mức người ta té hò luôn. Giáo pháp Đức Phật, quý vị cứ thắc mắc là tại sao kinh nào Đức Phật cũng nói là tối thượng, pháp nào cũng là pháp đệ nhất. Thực ra không phải, tất cả đều có giá trị như nhau, giúp cho cái người thực tập họ có thể giải trừ được tất cả phiền não. Nếu mình thực tập đúng thì hễ mình giải trừ phiền não coi như mình hết bệnh, coi như đó là pháp tối thượng. Thì lúc này Đức Phật nói cái pháp này dành cho cái người tham lam, cái pháp kia Đức Phật dành cho cái người sân si, pháp nọ dành cho cái người hay đánh ghen, nó pháp nọ dành cho cái người hay liếc hay nó. Rồi cái có cái pháp thì Đức Phật dành cho mấy cái người mỏ nhọn, chọt qua chọt lại cho hai bên chữa lộn ngọn giữa nó cười chơi à. Kỳ vậy đó, có nhiều người tu pháp môn lạ lắm nha, không hiểu. Thì khi mà ai thực tập thầy thấy quý vị nhìn thầy không chớp mắt, tự nhiên thầy ngại vô cùng. Mình thực tập pháp môn đó, quý vị sẽ cảm nhận được cái giá trị từ pháp môn đó đem đến cho mình. Cũng giống như mình uống thuốc mà đúng bệnh vậy đó, chúng ta sẽ bớt liền. Thí dụ như mình bị cảm, bị trúng nước đi đó, mình nấu một cái nồi lá xong rồi mình ăn một cái chén cháo mà nấu cho nóng, bỏ tiêu cho cay, sắc rau tần vô uống cho tuôn mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra là khỏe liền. Cái đó nó đúng, nó đúng với bệnh mình, cho nên mình khỏe liền. Cái thức ăn mà nó đúng với lại cái khẩu vị đó là thức ăn ngon. Cái pháp môn mà đúng với lại căn bệnh phiền não của chúng sanh đó là pháp môn tối thượng. Cũng vậy, thuốc mà nó đúng với lại bệnh thì nó là thuốc quý. Chứ chúng ta đừng có bỏ lên một cái cân. Chúng ta cân là chúng ta coi có cái nào nó quý hơn cái nào, thì không thể so sánh, mang tính cách khiên cưỡng như thế đối với lại giáo pháp của Đức Phật. Do đó quý vị phải quán chiếu về cái tâm bệnh của mình.
cái gì nó làm cho mình phiền não nhất? Quý vị phải để ý chuyện này. Thầy thấy các vị dường như không có để ý lắm. Cứ nghe ta bài tụng kinh cũng tụng kinh. Vài ba bữa nghe ta trì chú dẹp tụng kinh, trì chú cho nó linh. Đó. Cái vài bữa trì chú thấy kỳ quá, đọc cái gì tùm lum la, cái dẹp. Nghe ta bài ra ngồi thiền, cũng bắt đầu ngồi liêm diêm cho nó sang. Vài ba bữa ngồi thiền hoài sao không thấy thành thiền sư. Nghe người ta bài ra đi phóng sanh, thấy là nhào vô đi phóng sanh. Đó. Phóng sanh là đứng văn nắng chang 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 và đợi đồ đọc xong hớ một cái thời kinh để phóng sanh thì mấy con cá nó ngửa bụng hết rồi, mình cũng ngửa mặt chết luôn. Thấy cái bụng pháp môn này không ổn rồi, thôi vài bữa thôi niệm Phật cầu giảng sanh. Tham gia đạo tràng hộ niệm, thấy ai ngáp ngáp tên niệm Phật cho người ta lên đường. Mình không xác định rõ được mình bị bệnh gì, mình bị căn do phiền não từ đâu, thì chúng ta có đọc tụng bao nhiêu kinh điển tu tập, chúng ta thu được cái kết quả rất là ít, thưa quý vị. Cho nên quý vị thấy có nhiều người đi chùa lâu mà phiền não không vơi, nhưng có người mới tới đạo tràng tham gia tu tập mà họ lại có cái khả năng tìm được sự an lạc đích thực, là do cái sự nhận thức của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo tức là phải quán chiếu, là như vậy đó. Chúng ta phải quán chiếu lại bản thân mình, phải nhìn lại có mình đang bị phiền não bởi cái gì. Thầy nghĩ đàn ông ít phiền não hơn đàn bà là do mấy cô, bởi cái thiên chức của người nữ gắn liền với cái bếp, khuôn sân, gắn liền với đàn gà, với bầy heo, kim chỉ, xà bông, đá lửa, hột quẹt. Những cái đó làm cho mình luôn phải suy nghĩ, suy nghĩ liên tục. Cho nên mình không có thời gian để mà mình tư duy nhiều đâu. Phải lo làm sao có cơm, có nước cho chồng, cho con ăn. Phải không? Mà ta phải ăn cho nhiều, ăn cho no. Tại vì ăn thì phải đỡ uống thuốc. Rồi mà nấu ra mà cha con nó không ăn, mình ngồi mình cũng buồn, mình cũng rầu. Trời ơi, cực như con dồi vậy, nấu ra cũng không thèm ăn. Thấy không? Nhưng mà đâu có biết ông chồng không ăn rồi, ông ngậm nó, ông ra hè, ông nhả. Cho nên tại sao mà Đức Phật lại ân cần dặn dò ni giới nhiều hơn là tỳ kheo, chế ra luật cũng nhiều hơn, là tại vì những người con gái của Đức Phật yếu đuối, mềm mại quá, tinh thần nó quá là mong manh, trái tim nó cũng dễ tan vỡ. Cái xúc cảm nó càng nhạy chừng nào thì trái tim nó nhanh tan vỡ chừng đấy. Và kết luận lại, người nữ chịu khổ nhiều hơn người nam. Thôi đừng vỗ tay, vỗ tay vậy buồn lắm. Khổ nhiều hơn không lo tu đó, vỗ tay. Quý vị thấy cùng một sự việc, ta đẻ ra đứa con, chăm sóc đứa con bệnh, cái ông chồng ổng không có giật vất vả bằng cái người vợ. Ổng cũng chăm sóc con cũng tốt, nhưng mà buông ra ngủ tỉnh bơ à. Còn mà mẹ đâu dám ngủ, cho nên mới chỗ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Nói còn ông chồng đâu có để ý. Nhiều khi ông thay đồ ra, ông giục bỏ đồ của đứa con nữa, thấy dơ quá ông giục, còn người mẹ phải gói lại để lượm để giặt để có bận nữa, phải không? Cho nên tấm lòng người mẹ luôn để ý tới những cái chi li nhỏ nhặt đó. Nó là một cái điều tốt trong xã hội, nhưng thực sự làm cho tâm mình mỗi một ngày đầy thêm những phiền não, những căng thẳng. Trừ khi nào mình phát nguyện thì mình mới thấy an lạc, còn không là mình mệt mỏi lắm. Do đó cái lễ Vu Lan, quý vị thấy thường người ta tôn vinh về mẹ, người ta dễ nói hơn, tại vì mẹ gần gũi với mình trong cuộc sống, gắn chặt với những cái thường tình ở trong cái nếp sinh hoạt của gia đình, mình dễ cảm nhận hơn, mình dễ hiểu hơn về mẹ đó. Chứ còn về cha thì cũng có công có ơn, nhưng mà mình nói về cha thì phải suy nghĩ hơi mới thấy, mới hiểu. Còn mẹ khỏi cần suy nghĩ, nhìn ra đường thôi, thấy bà mẹ bà dẫn đứa con, bà bồng đứa con đi chợ, dẫn đứa con đi học, là mình thấy được cái tình của mẹ như thế nào dành cho con rồi. Thậm chí có mẹ bồng con vô chùa tu tập đạo tràng, dẫn theo đứa con rồi chăm sóc cho con nữa, quý vị nhìn thấy là hiểu ngay. Còn đối với cha thì đâu có thể hiện để mình thấy. Chính vì vậy lẽ đó mà ở chùa thầy tổ chức Vu Lan, đặc biệt là những chương trình dành cho mẹ thôi. Giống như thầy tổ chức cái chương trình mà Một Đời Ru Con đó, nói về thân phận những người mẹ đơn thân lẻ bóng vì lý do nào đó,
chịu ngậm ngùi kiếp bẻ bàng một mình nuôi con thành đạt. Vậy mà cũng có mấy anh đó tới nói tụi con cũng hy sinh vậy, sao thầy không tôn vinh tụi con, nó thầy cứ một đời ru con rồi cánh cò đơn coi. Tại nó bây giờ ông muốn cái gì, tôi tổ chức cho ông một chương trình riêng đại bàng gãy cánh nha. Nói tới cánh cò đơn coi, tự nhiên mình nhìn ra một cái hình ảnh một con cò nó ốm tông teo, nó chân nó dài ngoằn ngoèo, cái cổ nó cong nhọn vậy, mà khi nó đáp xuống cái tổ rất nhẹ nhàng xuống mồi cho con, nó đẹp làm sao. Cái cánh con cò nó trắng toát lên để biểu thị cái tâm hồn thanh cao của người mẹ. Vậy mà ổng cũng xeo nại, ổng cũng trong sáng ông nuôi con tại vợ ông chết. Lúc ổng mới có 25 tuổi à, mà hai đứa con trai sanh đôi, nó ổng nuôi hai đứa con thành đạt một chiếc xích lô. Bây giờ thấy nuôi con thành đạt, ổng nó có nhiều người cha thầm lặng, thành không có ai đâu mà đi ganh tị giống như ông. Ông muốn không tôi tổ chức cho đại bàng gãy cánh cho ông. Ông nghĩ đi, người ta nói cái cánh cò cái ai cũng thấy thương hết, tự nhiên nó đại bàng ta cũng sợ, phải không quý vị? Nói tới đại bàng thì nó gắn liền với đại ca. Thì người phụ nữ ở Á Đông nói chung, ở Việt Nam nói riêng, có thể nói do cái nếp văn hóa của cái người Á Đông gắn liền với cái bếp, cái sân, mâm cơm trong gia đình, cho nên ít nhiều gì phiền não rất là nhiều trong cái cuộc sống. Một ngày một ít, nhiều khi chúng ta không để ý, rất là phiền não. Do đó thầy xin thưa với lại quý vị là chúng ta phải dành ra những cái thời gian quán chiếu về mình, xem có mình bị cái nào nó làm cho mình phiền não nhiều nhất. Quý vị cứ rảnh rảnh tối mình gác tay lên trán mình suy nghĩ chúng ta phiền não cái gì, phải coi cái đó là nặng nhất chúng ta mới xử lý trước. Phiền não về phía chồng, chồng làm mình phiền não, mà chồng làm cái gì? Chồng đưa tiền không nhiều, hay là tại vì chồng chia tiền đó cho người khác, phải không quý vị? À, thấy bao nhiêu đó cũng khó tu rồi á. Thấy chùa niệm Phật ngon lành, nhưng mà về nhà thấy chồng là cái cục tức nó nghẹn lên tới cổ nè. Tại vì ổng có tiền án tiền sự, là đi xong không về nhà, đi làm xong về nhà thích ghé, ghé chỗ này ghé chỗ kia, gặp người này người nọ, mà cái người ổng gặp là cái người mình không muốn, mình không ưa, mình không thích, mà ổng cứ gặp hoài, phải không mấy cô? Có nhiều Phật tử đi tới chùa nhờ thầy dạy cho cái bài thần chú về tụng để cho chồng con đừng có vợ bé. Thầy nói thầy chưa học cái bài thần chú đó. Trời ơi. Rồi cái đổ thừa ổng đệ tử thầy đó, thầy không dạy, thầy nói thầy đâu có suối con. Phải thầy suối á, thầy con tới con mắng vốn thầy được, đằng này thầy đâu có suối, phải không? Con cũng phải suy nghĩ lại coi làm sao mà chồng con bây giờ lại không thích ăn cơm nguội, lại thích ăn phở đó. Con đừng có khờ khạo, để cho nó nguội rồi nó móc, con đem chiên lên đó, cơm nguội chiên lên nó nóng hết rồi, ăn cũng ngon như thường à, phải không mấy cô? Bị người ta chê già, cái tôi bà già đó rồi làm sao, ai biểu cưới tôi chi, cố tình làm cho mình vừa già mà còn vừa dữ nữa. Trong khi bước ra tắt đường là trẻ đẹp nó đứng sắp lớp nó đón, mà bây giờ mình vừa già vừa dữ vừa xấu vừa tàn nữa thì thôi tiêu rồi, phải không quý cô? Mình có già nhưng mình không dữ đó, mình có tàn nhưng mình không có phế, cũng còn xài đỡ mùa mưa. Thầy chỉ đơn giản một thí dụ thôi, quý vị thấy không phải là một phiền não mà phiền não nó tiếp nối phiền não, mình đâu có đủ sức bước qua. Rồi bây giờ mình ngồi suy nghĩ, giờ này ông đi đâu, ông đi với ai, ông đi ở chỗ nào, ông làm cái gì, là cái đầu mình nó sắp nổ rồi, phải không mấy chị? Tại thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa kể với thầy nghe, nó những giây phút đó con căng thẳng lắm thầy, mà con biết nó làm con căng thẳng nhưng con không nghĩ không được, là tại vì con đã từng bắt tại trận rồi, cho nên giờ con đâu có tin nữa. Hễ mà ổng chưa về tới nhà là con gọi điện, gọi điện mà ổng bắt máy thôi, mà ổng không bắt máy, ổng tắt máy nữa là con càng nghi dữ nữa,
về con phải hỏi cho ra, mà giấu con là không được. Con nói với ổng mà, con nói tốt nhất là nói thiệt cho tôi nghe đi, tôi sẵn sàng tôi bỏ qua, mà còn giấu tôi là tới số. Ta hỏi tới khi ổng nói thiệt cho con nghe rồi, con có giải thoát không? Hay là con đau khổ thêm? Nước mắt rơi nã chả, đời con còn khổ hơn đời cô nữ. Thấy không? Đi bắt ông chồng mà nói ra mấy cái điều đó, rồi mình nghe mình tưởng đó là mình đủ bao dung. Bây giờ hỏi thiệt mấy cô có đủ bao dung không? Không đâu. Quý vị cứ nhìn thẳng. Cái tâm ích kỷ của con người, cái sự ngã chấp của mình, cái ái nhiệm của mình nó tăng lên. Làm sao chúng ta có thể đủ bao dung cho họ, có thể mình tha thứ. Mình tha thứ cho họ vì sao? Vì con cái, vì cái sĩ diện trong xã hội. Cho nên chúng ta phải chấp nhận thực sự trong lòng mình vẫn không giải thoát được. Bây giờ chúng ta tu kiểu nào? Thầy chỉ đơn cử một vấn đề đó thôi để thấy được nỗi khó khăn của phụ nữ khi thực tập tại gia đình mình. Chúng ta cứ lầm tưởng rằng là chúng ta đủ bao dung, chúng ta đủ hỷ xả để chúng ta vượt qua. Nhưng cuối cùng rồi mình mới thấy những giọt nước mắt thầm bao đêm chính là những nỗi khắc khoải, những đắng cay của đời người con gái, của một đời phụ nữ lam lũ vì chồng, vì con, bây giờ đón nhận bằng sự phũ phàng, phản bội. Chỉ có cách duy nhất thôi, quý vị phải thực tập bằng cách quán chiếu rằng mình đang tham ái. Mình đang tham ái. Nhiều khi mình nói vì gia đình, vì đứa con, để đứa con nó có cha. Thật ra phía sau đó nó còn có những cái khác nữa mà chỉ có người đó hiểu thôi. Phải không quý vị? Chỉ có cái người trong cuộc mới hiểu được mình cần cái gì và mình bị vướng kẹt cái gì. Thì quý vị nên quán chiếu. Cuộc đời vô thường, bể dâu. Biết cuộc đời này đi về đâu khi chỉ còn ta với ta. Mình hiểu được cái điều đó qua giáo lý của Đức Phật dạy vô thường hà rầm. Mà chúng ta không có để ý, chúng ta cứ muốn giữ nó, muốn nắm chặt nó, mà nắm không được, giữ không được, rồi cứ phiền hoài. Trong xóm của mình đó, thỉnh thoảng chúng ta nghe tiếng trống, tiếng kèn, nghe treo cờ, biết nhà đó có tang. Như vậy, ai là người sẽ tiếp tục ra đi vào ngày mai? Trong đó có mình nữa, đâu có chắc được. Mình nghĩ tới vô thường thôi, tự nhiên lòng mình sẽ nguôi ngoai, còn ấm ức một chút, nghĩ tới vô thường tiếp. Ông có đi lang bang 5-7 bến, đàn ông 5-7 lá gan, ông 800 lá gan, ngày mai ông cũng ra Bình Hưng Hòa thôi. Không phải mình trù, nhưng mình biết được, đi lung tung mau chết lắm. Phải không mấy anh? Ủa sau đây không thấy anh nào hết đi. Có hai anh quay phim cúi đầu xuống. Thầy vừa hỏi có cúi đầu xuống liền rồi. Mà quý vị nghĩ lại, ổng ra Bình Hưng Hòa ai đưa đi? Cũng con mẹt này, phải không? Vậy chứ ai đưa đi? Mấy quỷ kia nó đâu có đưa đi. Trời, nó bỏ của trả lại người, ổng đâu có đưa tiền nên ổng chết rồi thôi chứ. Mình đưa đi với cái tâm niệm như thế nào? Nếu quán chiếu vô thường, chúng ta sẽ thấy đó là một bài học lớn. Còn mà đi với cả một cái sự quất ức nghẹn ngào, quý vị thấy khổ không? Rất là mệt. Cho nên cái thực tập ở tại chùa để ứng dụng về nhà quý vị tu, nó là một vấn đề hoàn toàn khác. Ứng dụng tu chúng ta phải tu liên tục, tu trong từng giây phút một, trong từng sát na, tức là một đơn vị nhỏ nhất về thời gian. Chúng ta phải tu chứ chúng ta cứ đợi tới lúc mà bài kinh ra, tụng kinh rồi lại Phật, chúng ta nghĩ rằng đó là tu, thì những lúc khác phiền não chúng ta không xử lý được. Chắc chắn xúc sự diện tường, tức là gặp việc sẽ quay mặt vô vách, không giải quyết được. Là do thường ngày chúng ta không có tu, chúng ta không có tập liên tục, cho nên gặp chuyện chúng ta bối rối. Bây giờ quý vị tới đạo tràng liên tục, cho nên mình vô đạo tràng mình tự tin lắm. Mình biết để dép ở chỗ nào, rồi mình biết để áo tràng ở chỗ nào, xếp áo tràng ra làm sao, rồi mấy giờ đi tụng kinh, mấy giờ thính pháp, mấy giờ ăn cơm, rồi biết hướng nào đi xuống toilet. Nhưng mà tới một cái đạo tràng mới, chúng ta mới tới lần đầu, quý vị bối rối lắm. Phải không? Rất là bối rối. Khi mà mình đi tới già ba lần thì mình quen, cũng vậy. Tu tập, chúng ta thực tập thường ngày, chúng ta tu nhiều, chúng ta sẽ hình thành một thói quen. Chúng ta xử lý nhanh lắm.
quý vị phải cố gắng mới được. Và cố gắng ứng dụng giáo lý của Đức Phật trong đời sống của mình. Thầy nghĩ bây giờ quý vị rất là có nhiều cái nhân duyên để tu tập. Bước ra tất đường là có chùa rồi. Ở nhà giờ phút nào chỉ cần bấm tay một cái là có băng đĩa các thầy giảng rồi. Cho nên cái nhân duyên để quý vị tìm hiểu giáo lý đạo Phật phải nói là quý vị có nhiều hơn là cách đây 10 năm, 15 năm. 20 năm trước quý vị muốn đi chùa cũng đâu đi được. Trời ơi, nghèo sặc máu, không có gạo nấu ăn, ra đi chùa trúng chửi. Phải không? Không phải bây giờ mình khá hơn, nhưng bây giờ mình biết mày có nghèo thêm nữa mày cũng khổ, và con lại ta cũng đi chùa. Khi chúng ta hiểu giáo lý, chúng ta nghèo nhưng chúng ta không khổ. Nhưng mà thiệt tình là thấy bây giờ dường như quý vị hơi lơi là với sự tu tập. Tại vì có đủ nhân viên quá là như vậy. Giống như con mà con cái của cái nhà có điều kiện kinh tế, nó lại ít thành đạt hơn là con nhà nghèo. Tại vì khi cám được cái cảnh nghèo đó thì nó hiểu được cái cuộc sống đó từ cha mẹ nó. Nó nhìn thấy trước mắt cả anh chị em, rồi chính bản thân nó cũng tham gia trong những cái khó khăn khổ sở đi kiếm tiền. Cho nên nó phải có cái ý chí phấn đấu, nó phải có cái năng lực vươn lên, rồi nó quý những gì sản phẩm làm ra từ đôi tay của mình, nó quý hơn. Chúng ta có nhiều phước báo thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái dòng chảy chung, đó là ỷ lại. Thậm chí bây giờ mình còn giao cái số phận của mình cho Đức Phật Di Đà nữa kìa. Giống như một số nơi đã tổ chức đó, cái đó không có đúng. Muốn làm gì làm, tới ngáp ngáp có cái đoàn hộ niệm tới hộ niệm, rồi có Đức Phật bảo kê vớt mình đi. Không hề có chuyện đó trong kinh điển nha quý vị. Thầy tuyên bố thẳng với lại quý vị, trong kinh điển chính thống của Đại Tạng Kinh về Tịnh Độ Tông không hề có nói tới cái chuyện đó. Có nói về chư Phật hộ niệm, tức là các Đức Phật tới hộ niệm cho mình, hoặc là hộ niệm với nhau, mục đích là tạo cho chúng ta có thêm một nhân duyên thù thắng cho tiến trình tái sinh mình tốt hơn. Chứ đâu phải đi tới đó để mà có thể quyết định được cho mình giảng sanh. Nói cái kiểu đó thầy trò mình khỏi đi chùa tu nữa, khỏi đi con, ở nhà quậy lũng đời luôn, tới giờ chót ngáp 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 ngáp, có đòn tới niệm Phật xong mình trút thở cái rồi giảng sanh. Lạ lùng vậy. Phi nhân quả phải không? Quý vị đồng ý không? Đại Thừa Nghĩa Chương nói rằng người có khả năng nhất tâm bất loạn từ một niệm cho tới bảy niệm được vãng sanh là Bồ Tát ở địa vị bất động. Tức là ở hàng thập địa Bồ Tát, mà từ địa vị thứ bảy trở về trước là không có ghé đâu. Bắt đầu từ thứ tám trở lên, pháp dân địa trở về sau mới được vãng sanh trong một cho tới bảy niệm đó. Mà niệm Phật mấy chục năm mà chưa vãng sanh. Mà từ một niệm tới bảy niệm vãng sanh chỗ nào? Đức Phật Di Đà rất là từ bi. Từ bi để gieo cho mình một cái nhân duyên được an lạc cho tiến trình tái sinh. Mà cái người tới hộ niệm phải là cái người đó có chánh niệm. Anh có chánh niệm, anh mới truyền được cái năng lượng chánh niệm cho cái người kia đang tán tâm tạp niệm. Tức là họ đang loạn niệm, gần chết mà loạn niệm mà. Có ai gần chết lần nào chưa? Không, thầy hỏi thiệt. Tức là có ai bị bệnh nặng mà lúc mà mình thập tự nhất sinh, có ai có chưa? Trong này là có không? Không có, thầy nói cho nghe. Thầy có rồi. Thiệt. Lúc mình gần chết á, là tứ đại nó tan rã. Mắt mình sẽ không thấy, lỗ tai mình sẽ không nghe, nó ồ. Con mắt mình cố mở ra mà mình không thấy gì hết. Cho nên quý vị thấy những người gần chết là vờ quạng, là sờ này kia nọ đó. Đó. Rồi mình thở không được là do cơ thể vật lý mình nó bức bách, tức là nội tạng mình bắt đầu nó phá, thì chúng ta cứ hướng lên chúng ta thở, cái đó là phản ứng tự nhiên của cái cơ thể vật lý. Chúng ta trừ khi nào có định lực tu tập cao mình mới gượng lại được cái đó, mình mới giữ cái đó được, không để cho cái cơ thể vật lý mình nó chi phối, nó kéo lên rồi nó co giật nữa. Là tới mình niệm sao ta nghe, người ta nghe bằng cái gì? Nghe bằng tâm thức.
Do đó có khi chúng ta không cần ngồi kế bên đó mà niệm ai gì đà vỡ, ai gì đà vỡ, ai gì đà vỡ, ai gì đà vỡ, không cần. Chúng ta niệm nhẹ nhàng Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta chỉ đọc vậy thôi. Và bằng cái tâm thức của một người chánh niệm, cái năng lượng nó sẽ truyền tới người kia. Hộ niệm cho người kia cũng có nghĩa là hộ niệm cho mình đó. Qua cái cảnh vô thường trước mắt đó là mình cũng được công đức an lạc, và người đó cũng vậy. Mà nhiều người cùng đưa cái tâm niệm đó vào thì họ sẽ cảm nhận được. Cho nên nhiều khi họ cảm nhận được, họ sẽ cảm thấy bình yên hơn. Cái năng lượng đó nó có, cái đó gọi là hộ niệm đó, để gieo cho họ một cái nhân duyên, để họ sau khi chết bỏ cái thân này, họ có thể gặp một cái cảnh giới nào tốt hơn, hay là được gặp Phật Pháp sớm hơn. Chứ cái gì mà cả đời chưa biết ăn chay, chưa niệm Phật được một tiếng nữa mà tới giờ chót ngáp, cái rước tới cái niệm Phật xong rồi cái rờ, tuyên bố giảng sanh này, chuyện này hơi lạ. Ở đây có ai tham gia đạo tràng hộ niệm không? Có đó. Rõ ràng có người giơ tay kìa. Rồi tới đạo tràng hộ niệm có dành niệm với mấy thầy mấy cô không? Có đuổi mấy thầy mấy cô về không? Dạ không, sao nhẹ xìu vậy? Chính thầy chứng kiến nè. Thầy đi tới chỗ nhà của bác Phật tử chùa thầy ở đường Phú Lâm. Tới đường Hoàng Lệ Kha đó. Ở cầu Phú Lâm đó, đi xuống đó. Thầy đi tới. Thì bác đó thường hay ra chùa thầy, bác mất rồi con của bác mới rước một đạo tràng hộ niệm tới, thì thầy tới thì chứng kiến một cái cảnh rất là tệ. Đó là một sư cô đi tới, sư cô cũng muốn hộ niệm, thì cái nhóm Phật tử trong đạo tràng hộ niệm đó đuổi sư cô ra. Chính mắt thầy thấy nha. Một là cô làm, tụi con sẽ có đi về. Hai, tụi con làm, cô không được tham gia, cô đi về đi. Có cái lý nào mà Phật tử như thế? Khi thầy bước vô, thầy quý vị đó mới chào thầy. Thầy dầu sao cái mặt của thầy nó cũng... nhiều người biết. Cho nên không đến nỗi bị ăn hiếp. Nó chứ vô danh tiểu tốt chắc cũng bị nhai đầu rồi, hay là bị đuổi ra rồi. Thầy mới vô thầy hỏi, quý vị có chắc là niệm Phật nhiều hơn sư cô này không? Mặc dù quý vị có khả năng niệm Phật, nhưng ở nhà lo chồng, lo con, lo vợ, lo kiếm tiền, làm sao mà chuyên nghiệp hơn các thầy, các cô ở trong chùa? Mình chỉ nói đơn giản thôi, cái đó là chuyên nghiệp, phải không? Làm sao bằng? Chỉ một chuyện đó thôi cũng biết rồi, tại sao mà đi đuổi người ta, mà cái cách nói năng nó vô phép lắm nha quý vị. Rất vô phép, thầy nói quý vị không có được phép như thế. Phải sám hối sư cô, mà sư cô đó là ni sư rồi mà chưa tấn phong đó, tức là cổ xuất gia cũng 30 mấy 40 năm rồi. 8 tuổi cô vô chùa, năm nay là cổ 48 tuổi rồi. Thì quý vị nghĩ không, năm nay cổ 52 tuổi rồi, là cổ đã vô chùa bao nhiêu năm rồi quý vị thấy. Mà đuổi người ta mà đuổi cái kiểu như vậy, tại sư cô đó không biết cái họ đuổi sư cô. Chứ còn mặt của thầy chằn lắm mà đâu có dám đuổi thầy. Dễ ăn hiếp thầy hả con? Trời ơi, đừng có hòng. Kỳ ghê vậy đó. Thầy mới không được. Quý vị phải sám hối sư cô đó. Quý vị đừng có lầm tưởng rằng mình đi tới đây hộ niệm là mình có năng lực làm cho người đó giảng sanh. Chuyện này không có. Không bao giờ có chuyện đó. Quý vị chỉ có tạo thêm cái nhân duyên cho cái người đó khởi lên thiện tâm, hành thiện nghiệp, tiến trình tái sanh tốt hơn thôi. Chứ không có cái chuyện mà quý vị tới niệm cái ta giảng sanh không? Không bao giờ có cái chuyện đó. Tại vì nếu giảng sanh, tại sao quý vị không giảng sanh đi? Quý vị niệm ngon quá mà sao quý vị không giảng sanh đi? Mà đợi cho người ta ngáp, người ta chết cái hô lên giảng sanh. Niệm gì kỳ vậy? Nếu giảng sanh phải giảng sanh ngay lúc sống nè. Đó, tỉnh táo vậy đó. Chết biết khắc biết giờ. Người bệnh hoạn mà không để bệnh hoạn chi phối, tỉnh táo hoàn toàn, thấu rõ hết tất cả lẽ vô thường, tương sinh tương duyên của tất cả các pháp. Cái người đó mới là cái người có năng lực tu tập. Mà cái người tu tập mà được vãng sanh đâu có ai dám hô lên. Người ta giấu, người ta trốn gần chết đằng này nghe. Ở trong kẹt, trong hốc, cái dài bữa cái ở lên, cái ngáp lên, cái vãng sanh. Gì kỳ vậy? Ủa mà đang nói vụ gì mà qua vụ này vậy? Già rồi.
cho nên có khi cũng quên. Ở đây thầy nói thêm một chút về vấn đề biến tướng của những người chưa có hiểu về pháp môn tịnh độ, rồi làm cho cái pháp môn này bị người ta hiểu lệch, trở thành tín ngưỡng. Đạo Phật không phải là tín ngưỡng, đạo Phật là con đường thể nghiệm tâm linh. Anh có thể nghiệm anh mới được an lạc, anh có thực tập anh mới cảm nhận được giá trị của nó. Còn nói về cái tín ngưỡng thì thực ra cái tín ngưỡng dân gian nó có nhiều cái chúng ta không có chấp nhận vì nó phi nhân quả, nhưng nó thuộc về tín ngưỡng dân gian cho nên vẫn tồn tại. Thí dụ như đốt vàng mã, quý vị thấy đốt vàng mã quý vị có chấp nhận không? Tự nhiên đốt tiền, đốt áo, đốt nhà, đốt người hầu, đốt xe hơi, gửi cho ai? Gửi cho người thân, rồi mình nghĩ cái người thân mình ở đâu? Trong khi miệng thì mình nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cổ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát Di Bạn Lữ. Mình chấp tay mình cầu cho người thân mình lên, mà mình đốt giấy mình đạp họ xuống. Chỉ có xuống dưới mới lấy được cái đó, chứ còn lên ai có lấy mấy cái đồ đó không? Vậy có ai giảng sanh mà đi lấy tiền vàng mã không? Có phải vô lý không? Mâu thuẫn không? Bây giờ thấy giữa tín ngưỡng của một tôn giáo trong cuộc sống cộng đồng và dân gian, chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Nó không phải là con đường của tôn giáo, không phải là giá trị của tôn giáo, và ngay cả đạo Phật cũng không phải là tôn giáo. Cho nên nó phi tín ngưỡng và phi tôn giáo, vì nó là sự trải nghiệm nơi tự tâm. Anh chị thực tập thì anh chị sẽ cảm nhận dần dần cái sự an lạc giải thoát. Mình niệm Phật lâu ngày thì tự nhiên mình sẽ được, mình được an trú trong cái ý niệm trí tuệ giải thoát của Đức Phật. Hãy mình niệm Phật nhiều ngày thì ai đụng tới mình cái mình A Di Đà Phật. Còn mình quen chửi người ta, ta đụng mình chửi liền à. Nó quen rồi, cái thói quen. Quý vị thấy mấy cái bà liệu không? Ở dưới quê mình nó liệu á. Tức là đụng tới cái bà nói đủ thứ từ hết trơn, nhưng mà bà mà niệm Phật thường mà đụng bà cái bà niệm Phật liền. Đó. Mà để cho bà nói những cái tiếng kia là quý vị nghe né không kịp á, chứ đừng có nói giỡn. Thầy từng bị mà. Trời, thầy bị cái bà già liệu nó bả làm thầy mất cỡ gần chết, quý vị biết không? Thầy đi giảng ở Lai Dung á, thì quý vị biết mười mấy năm trước là thầy trẻ lắm, thầy còn nhỏ lắm, dễ thương lắm, nai lắm. Thầy đi xuống cái chùa đó giảng nó thấp lắm quý vị, thấp hơn cái này nữa mà nhà tôn, nóng. Cái chùa xưa mà không cho sửa, nó là chùa di tích gì đó, phải chống cây, chống đồ tùm lum hết. Thì thầy ngồi giảng, thì cái bác đó ngồi kế bên. Thầy quý vị biết mười mấy năm trước thì thầy mới có 30 tuổi à, thầy còn trẻ. Thì cái bà già đó 60 mấy tuổi, bà cầm cái quạt, bà quạt thầy khó coi quá. Thầy nói thôi bác đừng có quạt, thầy không có nóng. Bà nói mồ hôi chảy gồng gồng mà nó không nóng. Trời bà hỏi, bà nói làm thầy quê dễ sợ. Mồ hôi chảy là mồ hôi chảy, còn nóng hay không là chuyện của thầy chứ không. Thầy đâu có để cho cái nóng nó chi phối thầy. Cái thầy nói nhưng mà thôi thầy không có quen, thầy bác nghĩ đi. Bà nói ai xuống đây giảng tôi cũng quạt chứ không phải riêng gì ông. Trời ơi, đâu mà rớt ra cái bà mà bà ngang gì đâu là ngang. Bà chỉ biết bà không biết ai chứ. Tức là bà quạt là bà quạt thôi. Chịu thôi. Thầy cũng chịu thua. Thầy nói bà quạt, thì tôi mệt bà quá, bà muốn làm gì bà làm. Thầy thấy thầy nói không lại bà rồi. Chứ giận sao? Quý vị dám nói với mấy thầy kiểu đó không? Sao mà dám? Đó. Bà cứ quạt đi, bà ngồi bà quạt. Các bạn rồi bà ngồi bà lấy cây quạt mà cây quạt lá buông á, đang lại rồi quạt. Trời, còn hỏi lá buông là gì nữa. Cái quạt bằng, quạt bây giờ nó có hai loại, một loại là bằng giấy, một loại bằng lá. Anh ta đang lại gọi là lá buông. Cây lá ta đang ra trắng mà nó có cái quạt. Không, trời ơi, bà này còn nói quạt mo nữa. Quạt mo là cái bẹ cao đó, cái mo cao đó, rớt xuống mình lấy cái đó mình phơi khô mình quạt. Còn cái lá buông ta đan lại thành cái lát, giống như cái trái tim đó quý vị nhớ không? Trời ơi, dân nhà quê mà không biết quạt lá buông, bởi vì biết hột sòn riết nó vậy đó. Thì ở đó giảng bằng cái micro mà quý vị biết, cầm cái micro mà có sợi dây chỉnh âm ly, cái âm ly nó cũng xưa cũng già, nó cà rọ cà rẹt. Cái anh cứ chỉnh hoài à, chỉnh không được cũng đi tới đi luôn, kiểu sao ông đá văng cái micro. Thầy đang cầm vậy mà nó văng cái micro rớt xuống luôn, cái nó hú, nó hú cái đầu bả giật mình.
Trời ơi, bà quay cầm mồng, bà lấy cây quạt, bà đập xuống đất, mà bà lôi thầy ra, bà chửi tan nát hết. Một tiếng của ông thầy, hai tiếng, bà cũng lôi ông thầy ra, bà chửi mà. Bà chửi tục vô cùng rồi tục. Bà mắc cỡ ghê. Làm đâu có giảng được đâu, ai cũng cười hết. Từ đó về sau, thầy giảng mà ai ngồi kế bên quạt là thầy ám ảnh ghê lắm. Thầy sợ cảnh xưa tái diễn. Bà không chửi ai, bà lôi ông thầy ra bà chửi không à. Không phải chuyện vui đâu. Thầy nói để quý vị thấy được cái thói quen của mình tập. Cái bà bác đó là bà quen nói tục, cho nên khi bà liệu bà phát ra toàn là những ngôn ngữ tục. Bây giờ mình tập cái thói quen niệm Phật, khi mình mở miệng ra thì mình cứ A Di Đà Phật, phải không? Trước khi gây lộn mình cũng A Di Đà Phật. Đó, xong mình sửa câu áo lại. Sao? Muốn cái gì? Nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Tức là cái giận dữ mình bắt đầu nó có cơ hội nó giảm được chút. Còn mình chưa kịp niệm Phật thì xin lỗi, đố mày chạy thoát, tao nóng chấp mau mày, tao quẩy cho mày sình đầu chứ. Phải không? Cái cơn sân si của mình nó làm mình như vậy. Cho nên mình biết mình dở lắm. Mình chưa từng kiểm soát được cái sân si của mình. Cho nên bây giờ mình tập niệm Phật đi. Một ngày chưa đủ mình niệm nhiều ngày. Một tháng chưa đủ mình niệm nhiều tháng, nhiều năm. Nó cũng thành thói quen thôi quý vị. Thói quen nó làm cho con người ta có thể an lạc, và có những thói quen làm cho con người ta ngày một khổ đau. Thói quen nó ai làm? Ai tạo cho mình? Đúng, mình làm. Đường mòn do ai đi? Do con người đi. Nhưng quý vị thấy đường mòn đã hình thành rồi, chúng ta không đi đường khác. Ở đây thì mình không thấy đường mòn, tại đường nhựa không à. Ở đồng, ở bái á, nó có những con đường mòn băng qua những ruộng rẫy, đồ những đám dừa này, này kia, cỏ mọc đầy. Những bước chân đầu tiên là những bước chân rất là can đảm. Nhiều bước chân đó đi bắt đầu nó thành lối mòn. Cho nên đường mòn do người tạo, nhưng cái khổ người không thoát khỏi đường mòn. Nghiệp do mình tạo, rồi cuối cùng mình bị nghiệp nó ràng buộc mình, nó chi phối mình. Đây là nỗi khổ đau lớn nhất. Và chúng ta cần phải thấy cho rõ lối mòn này mình tạo ra ở đâu. Hay nói đơn giản hơn theo Phật giáo là nghiệp này mình tạo ra lúc nào, và bây giờ nó chi phối mình mạnh bao nhiêu. Để chúng ta tu tập mà không thấy được nghiệp của mình, làm sao mình có khả năng mình tu để trừ hết nghiệp? Tu để giải nghiệp mà, chứ không lẽ tu mà tạo thêm nghiệp rồi tu làm gì nữa, phải không quý vị? Tu để giải nghiệp, phải nhớ cho rõ chuyện đó, chứ đừng tu để kết nghiệp. Kết là kết nghiệp thiện, kết thù thắng nhân duyên với chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiện hữu tri thức, để xung quanh ta có cả một cộng đồng tu tập. Như vậy chúng ta an ổn tinh thần và tâm hồn của mình giữa những người đồng tu. Hay vậy, không vỗ tay. Còn nghe về sớm thì vỗ tay rầm rầm. Chịu đời có nổi không? Đừng có hòng thầy nói 5 giờ đó. Thầy không biết quý vị tu tới mấy giờ. Thầy ngồi đây thầy nói hoài. Nói kiểu này thầy Phước Tiến hết dám mời thầy. Xin trở lại vấn đề. Tức là khi chúng ta quán chiếu cho được cái nghiệp chướng nó chi phối mình, quý vị nên mạnh dạn một chút. Đừng vì lý do nào mà chúng ta cúi qua hết. Khi mình phát hiện ra mình sân, mình tham hay mình ích kỷ, thường kèm thêm một lý do. Tại bởi vì cái gì đó cho nên mình mới như vậy, phải không quý vị? Bản thân thầy cũng vậy thôi. Nhiều khi mình cũng đưa ra cái lý do để mình trắng án, để mình chạy tội. Đó là hành động sai lầm. Đó là mảnh đất màu mỡ cho hạt giống của nghiệp chướng sinh sôi. Chúng ta mạnh dạn. Chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải nhổ ra. Gai đâm vào người, chúng ta phải chịu rạch da để lấy gai ra thì mới mong hết độc. Quý vị thấy không, bị nọc độc cắn đó không? Có khi phải chặt bỏ cái tay này liền. Chặt liền tay cho chặt ngón tay bỏ. Đứt một ngón tay để nọc nó không chạy về tim. Tức là không bị hoại tử cánh tay. Mình phải mạnh dạn như thế mới được. Cái khó là chúng ta không đủ lực. Một cái đinh, quý vị đóng vô cái vách, quý vị thấy gõ cái cụp nó nhẹ không? Nhưng mà khi nhổ ra, quý vị nhổ ra nhẹ không? Không. Phải dùng lực gấp 5 lần mới nhổ ra được cái đinh. Cũng vậy, khi tạo nghiệp, chúng ta theo thói quen chúng ta tạo, chúng ta không hay. Mình không biết mình tạo nghiệp đâu.
nó nhẹ nhàng trong cuộc sống lắm. Tại vì nó là niềm vui, là sở thích của mình mà. Giống như đi may đồ cũng vậy. Chúng ta thấy đồ này là chúng ta rất hợp với dáng của mình, hợp với lại lứa tuổi mình. Nghe cái bà thợ may bà bơm vô cái thế là mình may cả chục bộ. Nó về bận người ta chê. Mình chịu đời cái nổi không? Mình tức liền. Lúc mà đi may mình thấy nhẹ nhàng. Tại vì mình được cái bà chủ tiệm mai bà nói mình, trời ơi em chọn cái này nó quá là đẹp, không ngờ em thông minh ghê nha, trời ơi, rất hợp với dáng em. Nó về nhà bị ông chồng chê, bà mặc cái gì giống cái đồ bánh tét vậy, gì thấy ghê vậy, nhìn bà già khù cú đế vậy. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nghe cái chị tiệm mai nói chúng ta thích, nghe ông chồng nói chúng ta ghét. Quý vị xử lý cái ghét của ông chồng mà nói mình khó, khó vô cùng. Tại vì mình đã đắm nhiễm vào cái tiếng, cái lời và cái cách diễn đạt của cái chị tiệm mai. Mặc mấy mình đâu có biết là bà nói để bà được mai. Mà bà mai thì coi như là một cách bà kiếm tiền khoa học. Đó. Thả thấy mấy cô đi thẩm mỹ viện đó. Bắt đầu ghiền. Đi một lần xong cái sao cái đi nữa. Tại vì mấy người bác sĩ thẩm mỹ bắt đầu bài ra nói, trời làm thêm này để đảm bảo chị sẽ đẹp, chị sẽ đẹp quý phái lắm, sử dụng này còn tối ngày cứ đi thẩm mỹ viện hoài. Thử hỏi có ai xấu không? Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mình, phải không quý vị? Thầy ở đây là khác với là thầy của quý vị đó nha. Thầy của quý vị là chủ trương cho quý vị là phải đẹp, phải không? Đó. Thầy là không có chủ trương đẹp như vậy. Đẹp tự nhiên, đẹp bình thường, và không cần phải mất thời gian để làm mình đẹp thêm nữa. Bây giờ mình làm mình đẹp thêm nữa, mình sẽ kẹt vào cái đẹp đó, phải không? Bây giờ da mặt đang thẳng này phải làm sao để cho nó thẳng hoài đó. Mà lỡ mà nó xuất hiện một hai cái vết chân chim là bắt đầu lo lắng rồi. Xin lỗi, lúc đó niệm Phật được không? Lỡ một cái ai nói, trời lâu quá tôi mới gặp bà, sao bà già ghê vậy? Thế là về soi gương liền, đừng nói ai thầy đây nè. Thầy mới đi giảng, mấy người nói, trời ơi sao không thấy thầy đúng là thầy già vậy? Thầy về thầy soi gương liền, thầy phát hiện ra đúng là già thiệt, mặt thầy bữa nay nám. Ừ, đó, thầy, chính thầy cũng bị tác động, thầy coi người ta nói có đúng không? Huống chi quý vị, thấy không? Cho nên quý vị làm đẹp không có tội, nhưng mà dần dần rồi chúng ta sẽ bị cái đẹp đó nó chi phối mình. Mà thử hỏi bây giờ mình đẹp để làm gì nè? Mà đẹp có được giải thác không? Có không? Chưa chắc, phải không? Đó. Tại đó đây có mấy người cười còn mấy người cúi đầu. Là sao vậy ta? Nhột phải không? Thôi đừng có giận thầy. Mình để tu mình phải đẹp, nhưng mình không cần phải chăm sóc cho nó đẹp hơn nữa, mà đẹp nhiều đủ rồi. Quan trọng là nghiệp có giảm tức là đẹp rồi. Đó. Nghiệp chướng mình có vơi đi tức là đẹp. Giống như áo ngày qua dơ bữa nay sạch hơn chút tức là đẹp rồi. Ngày hôm qua hung dữ như chằn bữa nay ngọt ngào chút là đẹp rồi, phải không? Ngày hôm qua là lượn tới lượn lui để đi ngang cái tiệm mai đồ, tiệm một sòng đứng ngắm, và bữa nay không thèm ngắm mà ta ngắm từ xa. Đó. Không cần tới lựa mất thời gian đó, mà ta lựa từ xa, ta nhìn ta thấy mùa màu nào được vô đó chỉ liền mai. Đó, bao nhiêu triệu cũng mua. Từ từ rồi đi ngang, khỏi ngắm, khỏi lựa, khỏi mua nữa. Một màu áo lam, màu áo màu khói này, lòng mình nó thanh thản như sương, như khói ấy. Đó là nét đẹp của người Phật tử đi chùa. Bây giờ mình có làm đẹp rồi mình có thoát khỏi cái già không, cái xấu không? Rồi một ngày kia nó cũng già cũng xấu thôi, làm chi nữa, chỉ cần giữ sạch sẽ thôi. Nó cho nên là nhiều Phật tử mới nói, thầy sao thầy cứ xỉa xấu tụi con sơn móng tay móng chân hoài vậy thầy? Thầy nói thầy không có xỉa xối con, nhưng mà thầy chỉ góp ý là đừng có sơn cái màu nó chối quá. Có cái bà bác 80 tuổi gì bán cái sơn màu đỏ cờ đó, trời ơi, thầy nhìn bà dài sọc vậy nè, trời, quơ qua quơ lại thầy tưởng Chuông Chỉ Nhược đánh ngủ âm bạch cốt trảo không à. 70-80 tuổi thì xương không chứ thịt ở đâu nữa. Trời, mà để móng tay dài xong mà cà quỳ vào là gài nút áo gài không được. Cái móng là sao mà gài được cái nút không? Cái nút thắt mà. Cho nên cuối cùng bà phải dơ cái cánh lên để nhờ đứa cháu nội gài. Thì nó nói, bà sơn móng tay thế mà gài cái nút cũng không được, bà đừng có hòng bà tu. Thầy nói bà cứ sơn, nhưng mà sơn cái màu gì cho nó thanh, cho nó nhẹ.
phải không? Chứ nhìn bà chân nó chối lội à. Tức là mình phải biết cách làm đẹp mình như vậy. Chứ bà già mà sặc sỡ chưa đâu, tóc nhuộm cho 2 lai 3 lai 7-8 tuổi rồi, thảo bà nhuộm tóc rồi ai ngó? Ai ngó bà? Ta cũng thấy bà già à. Nó bà nhuộm mấy màu ta cũng thấy già à. Chưa kể nữa, trời ơi, bữa thầy nhìn bà thầy thấy lạ quắc lạ quơ à. Thầy nhìn không ra, hơi thầy mới phát hiện ra gắn lông mì giả rớt bên dính bên. Nó rớt xuống bên còn dính bên, thầy nhìn bà không ra, mà còn chớp nữa chứ. Thầy nói tội quá. Thầy nói tội quá đi. Đi chùa thì thôi bớt dẹp bớt phụ tùng của bà lại. Quý vị đồng ý không? Cho nó gọn. Nếu quý vị thấy sọt một bộ đồ lam, rửa tay rửa chân sạch sẽ, cắt móng tay gọn, mà mình lỡ làm ở dưới bếp mình lặt rau lặt gì nó dính mũ thì mình sơn một cái lớp sơn màu bạc màu gì cho nó, rồi mình lấy cái áo tràng nó coi nó gọn không. Đằng này sắp thêm một tụng đồ nghề, trời ơi kinh hồn luôn. Quý vị chưa có biết bữa thầy mới giảng sao lại này, có hai người vừa nghe thầy giảng vừa lấy đồ nghề ra giảm giá. Chịu đời có nổi không? Đi nghe giảng mà đem đồ nghề ra giảm giá ai ngắm? Thầy là không có rảnh ngắm rồi. Chẳng lẽ là cho mấy bà già trong đạo tràng ngắm? Không đúng chỗ. Bây giờ thầy hỏi quý vị đang dậm vô thường nó tới mà đi đâu? Đi theo Phật hay đi theo ai? Hay là đi theo cái hộp đồ nghề? Cho nên thôi stop bớt. Đã biết tu tập rồi thì stop bớt. Vì sao? Vì mình bây giờ là mình chưa đẹp. Có nghĩa rằng tâm mình đời trước chưa có hỷ xả nhiều, cho nên mình sanh ra cái thân tướng nó không có được đoan nghiêm. Thì bây giờ mình tập hỷ xả, nó mình tập bao dung, mình đừng sân si, đừng tham chấp, thì cái tâm mình nó rộng rãi, thì mình sẽ sanh ra cái người nó cao ráo, nó thoáng, rồi nó nhẹ nhàng hơn. Nó mình cải thiện cái nhân đó nó mới tốt hơn. Đằng này trời ơi, có một thước mốt 5 phân quất chân, rồi quất 2 tấc thì nó cũng lùn rồi. Nhìn cái chân là tao thấy mày lùn rồi, phải không? Phải không quý vị? Cho quý vị về mét thầy quý vị luôn đó. Thầy tuyên chiến đó. Ghê chưa? Đi tới đây mà nói vậy, thầy đâu có sợ. Thầy biết đi tới đây là không ra khỏi cổng mà. Vui lâu lâu mấy thầy gặp lại nhau, thấy bạn học thầy mà thầy cũng thắc mắc thầy nói, sao mà ông chủ trương cho đệ tử ông đi làm điệu vậy? Làm đẹp nó khác với làm điệu rồi nha. Nó tức là làm đẹp là mình có thể mình làm đẹp hơn chút xíu, không mất thời gian và không bị vướng kẹt. Thí dụ mình đi đám tiệc, mình lệ lò xò quá đâu có được. Mình ăn mặc nó tèm lem tú lụa là người ta cho rằng mình coi thường cái người đối diện, phải không? Mình ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, đẹp hơn chút thôi, chứ khác hẳn với đi làm điệu. Tại mình tu rồi mình biết hình tướng là giả, là không thật, phải không quý vị? Chứ bây giờ có căng da mặt ra xin lỗi 3 năm sau nó cũng chảy xệ xuống à. Chứ đừng nói nhăn. Quý vị biết cách đây 10 năm thầy không có biết vụ đó. Có một cái bà bác Phật tử đi tới chùa thăm thầy, thầy thấy sao bà bị đứt một cái thẹo dài đây nè. Thầy lại dòm bà, mà thầy dòm hoài cái thẹo bà. Thầy dòm hoài à, mà thầy ngứa miệng ghê. Thầy nói, ủa bà đi đâu mà chì gai nó quẹt bà ghê vậy? Mà nó quẹt đều với thầy, hai bên nó đằng nhau. Bà thầy không hề biết bà căng da mặt. Mà nó đâu có, con đâu có đi đâu bị chị gai quẹt đó. Thầy nó sao có cái thẹo hai bên nó bằng nhau gì? Bà nói thầy, cái thẹo đó. Thầy nói thì biết rồi, nhưng mà bà làm gì bà bị cái thẹo kỳ vậy? Cuối cùng mới xì ra con căng da mặt. Bà đó bây giờ cũng còn sống, năm nay bà 80 tuổi rồi đó. Mà 72 tuổi còn đi căng. Trời, khi thầy nghe ra té ngửa ra là bà đi căng da mặt, thầy nói trời, bà rảnh dữ vậy đó hả? Bây giờ bà căng ra rồi nó còn thẳng không? Nó cũng nhăn. Thôi để cho mày nhăn luôn. Da mặt nhăn nhưng lòng này vẫn thẳng, phải không? Quá dễ thương. Ai chọn da mặt nhăn lòng thẳng thì người đó sẽ an lạc. Còn ai chọn da mặt thẳng mà lòng nhăn rúm lại thì sẽ thấy cái cảnh nha con. Chừng phải đanh ác vậy mấy ông nó mới sợ chứ. Mấy ông nó toàn môn là nhìn hình thức bên ngoài, không tin hỏi hai ông quay phim chứ coi, phải không? Đó, chuộng hình thức đi con, rồi con sẽ thấy được nỗi khổ của em. Quý vị thấy,
Nãy giờ xin lỗi, thầy nói những cái chuyện rất thường tình thực tế để mình hiểu được rằng thói quen do mình tạo. Bây giờ mình phải làm sao thoát ra khỏi thói quen này? Phải dũng mãnh, phải mạnh dạn bứt phá ra. Đừng có để mình bị cái thói quen đó nó chi phối lại mình, giống như cái đường mòn mình đi mà. Từ những bước chân đầu tiên mình đi, lâu ngày nó mới hình thành ra cái đường mòn. Nhưng bây giờ đừng bao giờ để cho cái đường mòn đó nó cột chân mình lại. Tu tập là như vậy đó, là bứt phá ra những thói quen có cái chiều hướng xấu, có chiều hướng bất thiện mà trước đây mình đã lỡ gây ra, lỡ tạo. Bây giờ mình tập một thói quen mới. Chưa chắc thói quen mới này làm cho mình giải thoát, nhưng ít nhiều nó đẹp hơn thói quen cũ, nó an lạc hơn cái thói quen trước đây. Mình và người đối diện luôn cảm thấy bình yên. Những cái thói quen nó rất là quan trọng. Bây giờ đơn giản như bây giờ mình thắp nhang trước bàn thờ ông bà mình. Thầy có một lần, thầy đi với một thầy đó, đi tới cái gia đình đó, đám giỗ. Là tại vì cái gia đình đó đó là có một người thầy đi tu. Thì đám giỗ ông bà cha mẹ về thầy cũng không nhớ, quên rồi. Thì thầy thấy cả gia đình ra quỳ thắp nhang khấn vái, cứ lép nhép gì mà lâu, phải nói lâu lắm, cỡ 5 phút vừa khấn chưa xong. Thì cái vị thầy kia mới nói, trời ơi, sao ở nhà này có người tu mê tín gì thắp nhang khấn vái trước bàn thờ ông bà mà nói gì cả buổi trời, nói chưa hết nữa, nói đủ thứ chuyện hết. Thầy mới nói liền, thầy nói cái đó không phải mê tín đâu. Nó sao lại gọi là mê tín? Mà nó là một cái nét đẹp văn hóa. Không phải chúng ta thắp nhang cho ông bà tổ tiên mình là mình nghĩ ông bà đang ngồi trên bàn thờ chờ mình thắp nhang, phải không? Nhưng trong thâm tâm mình nghĩ rằng mình đang tiếp xúc với ông bà tổ tiên mình qua làn khói. Và mình muốn gửi gắm cái tâm của mình đối với ông bà cha mẹ, nhất là cái tâm niệm của mình trong cái ngày mà dỗ cha dỗ mẹ. Ít nhiều gì mình thương cha thương mẹ, mình mới bày ra cái này để mình biểu thị cái tấm lòng hiếu kính của mình đối với người đã khuất. Cái đó đâu có mê tín quý vị. Biểu thị cái lòng thành kính của mình, cái sự biết ơn của mình đối với lại tổ tiên ông bà cha mẹ thì mình được quyền tâm sự chứ, phải không? Và thâm tâm mình có nghĩ ông bà mình chết không? Không. Mà mình được nói những cái điều đối với ông bà, và mình thầm hiểu rằng ông bà đang ở bên cạnh mình để nghe mình nói và sẵn sàng chia sẻ với những nỗi khổ đau trong lòng của mình mà mình hiểu cho dân gian, tức là ông bà phù hộ cho mình. Thì cái hình ảnh đó, cái nét đẹp đó là nét đẹp của văn hóa, nét đẹp của tâm linh, chứ không có mê tín. Làm sao có mê tín được? Tại vì khi mình đứng đây mình chắp tay, đã có ông bà trong từng tế bào của mình rồi, trong từng cái hơi thở của mình, trong từng giọt máu chảy của mình. Đó là có ông có bà mình rồi, có cha mẹ, có tổ tiên rồi. Thì mình khấn như vậy đâu có gì đâu mà mê tín gì đâu. Mà tự nhiên ông thầy nói mê tín. Thầy nói vậy là không có đúng đâu. Cái đó không phải mê tín đâu, mà là tấm lòng của người còn sống đang nghĩ về người đã khuất. Và người ta cảm nhận rằng mình đang tiếp nối. Những cái sự kiện nó rất là quan trọng đối với lại đời sống của chúng ta. Ai không có bàn thờ ông bà tổ tiên để mình gửi gắm tâm hồn của mình, phải không? Mình đâu phải là những kẻ vô thần đâu. Mình vẫn tin có ông bà đang ở lẫn khuất đâu đó mà thầm dõi theo từng bước chân của mình, hiểu hết những suy nghĩ của mình. Nhưng mà có những thứ rất là sâu lắng trong lòng mình không dám nói với ai, nhưng sẵn sàng trước bàn thờ ông bà mình nói hết. Cũng giống như quý vị khấn trước bàn Phật vậy đó. Quý vị nói hết, nói hết những điều mình suy nghĩ, và trong đó có cả những lỗi lầm của mình nữa. Mình dám nhận lỗi với người khác không? Mình không đủ can đảm. Cho nên khi mình chắp tay, mình khấn ở trước ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, mình biết rằng ông bà tổ tiên của mình đang còn ở đó, mà còn trong từng hơi thở của mình. Phút giây đó nó an lạc ghê lắm. Chứ không phải ông bà đang ngồi đó để chờ mình thắp nhang, chờ mình dâng cơm. Hoàn toàn không có chuyện đó. Mình thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình thôi, qua một cây hương. Chúng ta quỳ ở trước cây bàn thờ ông bà, thực chất là chúng ta đang dành cái phút giây hiện tại này sống trọn vẹn cho ông bà bằng cái tâm tình của mình. Cái đó gọi là niệm, là giới đó. Tức là niệm đó, là giới, tức là chúng ta sống với cái phút giây hiện tại đó. Quý vị thấy có những phút giây mà chúng ta đứng bên cạnh người thân mình, mặc dù chỉ còn là một cái bàn hương với là một cái ảnh thờ,
bao nhiêu cảm xúc nó tuôn tràn ra, chúng ta sống với cái phút giây hiện tại đó, có thể chúng ta sẽ buồn, chúng ta sẽ khổ vì mất mát người thân, nhưng thực chất nơi đó cũng có cái sự an lạc, vì an ủi được rằng chúng ta vẫn còn có cái bàn thờ này và người thân này. Cho nên thầy khuyến khích các Phật tử ở những cái nơi mà khó khăn, ở nhà trọ hoặc là nơi không có đủ phương tiện để làm bàn thờ, thầy khuyến khích nên làm một cái bàn thờ, một cái gốc nào cũng vậy. Một ngày lao đầu vào xã hội đi kiếm tiền, dẫn xe ra ngoài đường, mệt mỏi về nhà thắp một cây hương trên bàn thờ Phật, trên bàn thờ ông bà, thực sự lúc đó lòng mình nó nhẹ nhàng. Đó gọi là niệm, còn gọi là giới. Mà nếu như cái phút giây đó nó kéo dài, thực sự chúng ta cũng cảm thấy thanh thản, chúng ta cảm thấy bình yên khi ở bên cái bàn thờ ông bà. Cái cảm giác này nó có nha quý vị, thì cái đó gọi là định. Chúng ta được an lạc hết, chứ đâu có phải là chúng ta không được an lạc mà cho rằng mê tín là không có được. Đó. Còn cái vấn đề mà đốt vàng mã, thực ra nó cũng thể hiện cái tấm lòng thành kính của mình, tuy rằng nó vô giá trị, tại vì nó không phù hợp với nhân quả và cái suy nghĩ của mình mâu thuẫn. Nhưng mà cái động thái để cho mình đốt cái đó đó, thực chất là mình muốn gửi những cái phương tiện tốt nhất cho người thân đạo quốc của mình. Tiếc rằng chúng ta làm nó chưa đúng thôi, tại vì người thân không có nhận được mấy cái đó, không bao giờ nhận được. Giống như lúc nãy thầy thí dụ quý vị đó, cầu thì cầu cho người thân mình sanh lên trên ao thất bảo của Đức Phật Di Đà, mà mình đốt mấy cái đó mình gửi, chẳng khác nào mình đạp người thân mình xuống dưới đừng mới nhận ba cái đồ vàng mã đó. Chứ ai mà giảng sanh về cực lạc rồi người ta đi lấy mấy cái đồ mình đốt hả, mà gửi tiền rồi biết người ta xài tiền gì mà gửi. Trời, còn in thêm ngân hàng địa phủ nữa, gửi tiền giả bị bắt chết đó chứ đừng giỡn, phải không? Thầy nói gì? Thầy nói đơn giản thôi, hãy có ngân hàng địa phủ thì phải có chính quyền của địa phủ, phải không? Thì cũng phải có luật pháp của địa phủ chứ, gửi tiền tầm bậy tầm bạ cho bắt bỏ tù chứ, nó còng đầu cho chết dịch chứ đừng giỡn mà. Cho nên thưa với lại quý vị, chúng ta khổ, chúng ta phải có kinh nghiệm từ cái nỗi khổ đau đó. Chúng ta phải thấy cho được những cái nỗi khổ đau trong cuộc sống của mình, và chúng ta đứng lên từ đó. Đó mới là cái chuyện của người Phật tử chúng ta cần phải làm. Chứ còn chúng ta cứ bỏ lúng bỏ liều rồi làm theo thói quen, người ta bài cái mình làm, ai xúi gì mình làm nấy, thì coi như chúng ta không có thực tập được cái sự an lạc, không có ứng dụng được trong cái đời sống thực tại của mình, thì chúng ta sẽ không có cơ hội được giải thoát, được an lạc. Cái khổ cũng còn nguyên. Do đó, ngoài cái vấn đề quán chiếu ra cái nỗi khổ đang chi phối mình, quý vị phải mạnh dạn, phải tinh tấn, phải dũng mãnh là ở chỗ đó. Cho nên ở trên chánh điện quý vị thấy không, thường là để đại hùng bảo điện, tức là chúng ta phải dũng mạnh để mà đánh thẳng vào những cái thói quen của mình khó bỏ lắm quý vị, mới gọi là đấng đại hùng. Đạo Phật từ bi hỷ xả là đã đành rồi, nhưng chúng ta phải mạnh dạn đối với những thói quen của mình. Có nhiều thói quen chúng ta không có bỏ được. Thực chất quý vị cứ nhìn kỹ lại xem những thói quen đó là thói quen gì. Bây giờ vô bàn ăn thôi, mình thích ăn món gì mà bữa nay mà không có món đó là tự nhiên chúng ta cảm thấy nó không vui rồi. Rồi nấu những cái món mà không hợp với lại sở thích của mình là quý vị ăn cả nhơi liền, phải không? Nói mình mang tiếng là mình ăn cái gì cũng được, mình tu mà. Nhưng mà xin lỗi, hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút, không hợp khẩu vị thôi ăn ít cũng được, lót dạ đỡ đói để tu rồi về nhà tính tiếp. Có không? Có hết. Thói quen thức ăn là do đâu? Do mình tập ra. Người Việt Nam là canh chua cả khò, phải không? Nó, còn Tây Mỹ thì nó hamburger, pizza, đồ này kia, nó muốn ăn cái gì nó ăn. Cái kia về đây bắt ăn canh chua cá kho sao ăn được? Nó ăn không được, chua lợm chua lét nó ăn không được. Mà canh chua ở miền Tây quý vị thấy không? Nấu vừa ngọt, vừa chua, vừa cay, nó mới ngon. Trời, chan vô bún coi nó nóng nó ngon, ghê lắm chứ phải giỡn. Nói chảy nước miếng. Cái thức ăn đó là cái thói quen của cha mẹ ông bà mình ăn, rồi mình lớn lên từ cái sự chăm sóc của cha mẹ ông bà, cho nên quý vị thấy nó trở thành cái truyền thống. Cái nghiệp nó cũng ảnh hưởng truyền thống từ đời này qua đời khác. Cái đó mới khó, không có bỏ được là vì người khác áp đặt cho mình nữa. Bây giờ truyền thống của Phật tử mình là đi tu mặc áo tràng, phải không? Bây giờ mình dám cải cách lại đi tu mặc áo đầm không? Dám không? Trời, ai dám? Cái chùa này ta tưởng đâu cái vũ trường nữa, chết rồi. Cho nên những truyền thống
mà đem tới an lạc giải thoát cho mình sẽ tôn vinh nó và duy trì nó hết mình. Và có những truyền thống chúng ta cũng phải xếp lại một góc nào đó để xem là một kỷ niệm đẹp của quá khứ. Thí dụ như ông bà mình ngày xưa là mặc khố, bây giờ mình dám mặc khố đi ngoài đường không? Ta tưởng đó bà này trong trại tâm thần mới ra, phải không? Nó rồi ông bà mình hồi xưa là mang guốc dông rồi ăn bóc, bây giờ mình mang guốc dông mình đi lợp cợp trong chùa người ta, trời mấy ngàn người đem đi lợp cợp rồi thôi, ai cũng tẩu quả nhập ma hết, nhức đầu chết chịu gì nổi, phải không quý vị? Có những truyền thống nó làm đẹp cái quá trình tiến hóa của con người thì chúng ta giữ nó ở một cái gốc nào đó để gọi là trân trọng quá khứ. Nó là những cái bước đệm cho chúng ta hướng tới tương lai. Và quan trọng nhất, chúng ta người hiện tại đang đối diện với những khổ sở, những phiền muộn thấm sâu vào trong huyết quản của mình, không nói nên lời, chúng ta phải xử lý những cái này. Khi chúng ta hiểu được chúng ta khổ vì cái gì, lập tức chúng ta sẽ tìm những cách để mà giải quyết nó. Cách giải quyết này nhất định phải dựa vào kinh điển. Dựa vào kinh điển không chưa đủ, anh cần phải có tuệ giác và cần có một vị đạo sư, tức là phải có một sư phụ am tường kinh điển để giải quyết cho chúng ta. Tại vì Phật tử nói tu chứ người khổ một kiểu, bà này khổ vì chồng, bà này khổ vì con, bà này khổ vì tiền, bà kia khổ vì bệnh, thì mỗi một người khổ một kiểu, thì cái vị sư phụ đó do am tường kinh điển, lão thông kinh luật mới có thể đưa ra những giải pháp phù hợp với lại hoàn cảnh và trình độ của mình tu tập. Cho nên quý vị phải phát nguyện sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư là vậy đó. Tức là sanh ra nơi nào phải là cái nơi trung tâm của Phật Pháp, phải có ánh sáng của Phật Pháp, gọi là sanh phùng Trung Quốc. Trung Quốc không phải China, Trung Quốc tức là trung tâm của một đất nước có ánh sáng Phật Pháp, chứ không phải dùng biên địa hạ tiện. Nó mình sanh tới biên giới, xin lỗi, đâu phải đâu dễ gì tu tụ tập kiểu này, nó tưởng là mình làm gì bắn chết đó chứ. Rồi mình sanh tới cái đất nước có văn hóa Phật giáo, chứ mình sanh tới cái đất nước mà nó ôm bơm, nó quăng chết cái đùng cái đám, làm sao mình dám vô đó, phải không? Mà lớn lên phải gặp thầy lành bạn tốt nữa. Cái sự phát nguyện của mình nó quan trọng vậy, tức là lớn lên được gặp thầy lành bạn tốt để hướng dẫn cho mình tu tập, chứ có giáo pháp không chưa đủ. Mình phải nương vào vị thầy, chính vị thầy đã dẫn dắt mình tu tập. Mình cứ tưởng rằng là mình có giáo pháp là mình tu được. Xin lỗi, có thuốc đầy ở ngoài tiệm thuốc Tây đó, giỏi ra đã mua uống đi con. Có bữa bỏ mạng xa trường, phải có bác sĩ người ta chẩn đoán cho mình. Rồi có bác sĩ không chưa được, phải bác sĩ giỏi nữa, chứ bác sĩ dở cũng thuốc đó đưa mình uống hết. Tại vì cái cách cân phân chia ra công thức trị bệnh nó không có giỏi thì đâu có hết bệnh được, thấy không? Mình dân gian mình chỉ hiểu người này mát tay, đưa thuốc mình uống hết bệnh. Nó ảnh hưởng cái tâm đức của cái vị thầy thuốc một phần, nhưng mà cái người đó phải giỏi nữa. Cũng vậy, có giáo pháp không chưa đủ, phải cần có vị minh sư. Mà có một số vị thời này nè, họ chỉ nói là họ không cần quy y Tam Bảo, nhị bảo thôi, Phật Pháp còn Tăng dẹp. Thầy gặp luôn mấy người đó mà hỏi tại sao. Nó đâu cần mấy thầy đâu, Phật thì có sẵn rồi, kinh cũng có sẵn rồi, kinh đó của Phật nói nương theo kinh tu là xong rồi. Thầy nói vậy ông giải thoát chưa? Ông tu theo kinh nó mấy chục năm nay ông giải thoát chưa? Ngạo mạn vô cùng. Nói là quy y nhị bảo chứ không quy y Tam Bảo nha. Đó là lời nói của kẻ ngoại đạo, tà giáo trà trộn vào Phật Pháp. Không có Tăng làm gì, anh biết được Pháp, anh biết được Phật. Bao nhiêu thế hệ chư Tăng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới bây giờ mấy ngàn năm, ông là phủ nhận, chứng tỏ ông là cái kẻ không biết tôn trọng tiền nhân. Chưa qua cầu mà đòi rút gián, đường hồng mà thoát khỏi tay ta. Trời, mà nói thẳng vô mặt mấy thầy vậy, tưởng thầy hiền hả? Trời ơi, đừng có mơ. Thầy không hiểu được cái anh đó anh tu kiểu gì mà ngạo mạn ngông cuồng. Nó ảnh tu theo kim cang thừa hay là cái gì thừa, thầy không biết. Thầy nói tối thượng thừa gì của hôm qua tô cơm đó. Mình ăn cơm no xong rồi mình mới tu tập. Chứ còn ông uống nước lạnh, ông ăn không khí, ông tu được không? Thực tế đi xuống với mặt đất đi đi ông, đừng có đu dây điện. Ông tu pháp gì tôi không cần biết, nhưng mà tôi nhớ thầy tổ tôi dạy biến Di Đà ăn tới già cũng không hết.
chắc ăn. Nó mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà ngã qua ngã là ngủ gục, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, phải không? Chứ không cần phải tỉnh táo, phải ngồi nghiêm trang, phải thiền quán, phải lên núi tiết, phải làm này làm kia, khỏi đi, khỏi. Tôi ở trong bếp tôi lặt ra tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được nữa. Tôi vừa quét lá ngoài sân chùa tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, phải không? Tôi vừa mặc áo tràng tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Tôi vừa làm nail tôi cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được nữa, phải không quý vị? Chỉ trừ khi tôi chửi lộn tôi cũng niệm Phật được thôi. Họ chê, họ nói tu niệm niệm Phật A Di Đà là nó không thực tế. Đức Phật đâu có hiện ra để tiếp dẫn mình giảng sanh đâu. Thầy nói ai mà cần Đức Phật hiện ra để tiếp mình giảng sanh? Không cần. Vì sao? Vì biết niệm Phật là nhân và giảng sanh là quả. Anh chỉ gieo nhân, anh sẽ đi đến quả. Anh không cần phải nhìn tới cái điểm đích. Anh biết đoạn đường này đi tới Bà Rịa, anh bước chân đi, mỗi một bước thì nó sẽ càng gần tới đích. Anh không cần phải nghĩ tới Bà Rịa làm cái gì. Mà anh coi đồng hồ, còn 10 phút, còn 8 phút, còn 9 phút, coi chừng anh chết trước khi tới phút chót. Phải không? Khỏi. Tôi chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì tôi biết niệm Phật thì tâm tôi thanh thản, vì tôi hằng sống với tuệ giác. Tôi sống với Phật thì tôi không cần phải vãng sanh làm gì. Tôi cần ngay đây có Phật ở tự tâm tôi. Tâm tôi tức là tâm Phật, tôi và Phật không chia hai. Tôi cần gì đi vãng sanh ở đâu nữa? Ngay đây tôi đã an lạc, đã giải thoát rồi, phải không? Ông cãi không lại thầy. Cái ông nói vậy chứ mấy thầy người ta bỏ hết, người ta đi lên trên núi tiết, người ta ngồi tu này kia, rồi mấy pháp môn đó của các vị tổ sư đưa ra đó không có giá trị hả? Nó không. Ông đừng có đem các tổ sư vô đây, tôi chỉ nói riêng ông thôi. Đó, bố nãy ông nói ông không quy y Tăng Bảo mà, thì ông đương tổ sư làm gì, phải không? Ông vô rừng đi, đó, ông tu mình ông đi, ông tu với khỉ với dượng đi, coi ông có đắc đạo không. Nó còn ông không cần tăng. Bây giờ ông giỏi, ông vô cái trại Sida, cái trại tù, ông tu với mấy người đó đi, ông giải thoát không cần tăng hướng dẫn ông đó. Ông tu được với mấy người đó, tu mình nể phục ông. Đó, bây giờ ông chăm sóc cho mấy người cùi, mấy người sida nè, mấy người mà bị bệnh tật suốt đời, ông vô đó ông bỏ hết vợ ông, bỏ hết con ông bỏ luôn chiếc Mercedes của ông đó, ông vô đó tôi mới tin ông là không cần tăng. Nhiều người họ tưởng họ sắp thành Phật, ăn chay mấy bữa, tụng kinh mấy bữa, tưởng mình sắp xẹt hào quang, gặp mấy nhân vật này mình cũng sợ lắm. Tại sao nó xẹt chúng mình rồi mình đứng tim mình chết. Rầu ghê vậy. Không biết tu cái đạo gì lạ lùng. Mà quý vị biết tự nhóm tự chồm lại, không cần đi chùa, ở nhà tự tụng kinh niệm Phật 7-8 người, 9-10 người đó. Lạ lùng vậy. Tụng kinh niệm Phật là tốt, thành lập đạo tràng tu tập là tốt, nhưng mà không có cái cách mà phủ nhận Tam Bảo. Không thể nào mình phủ nhận Tam Bảo được hết á. Ở nhà mình có thể tu tập được tốt, biến cái nhà mình thành đạo tràng là tốt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng anh không cần Tăng Bảo. Phải có mấy thầy chứ, để mấy thầy hướng dẫn cho mình tu tập. Tại vì cái chuyên môn tu tập mình làm sao hơn mấy thầy. Dù mình có khả năng tu tập, khả năng giải thoát mình cũng có, nhưng mà làm sao có chuyên môn hơn? Lo đi kiếm tiền, kiếm tình, rồi kiếm đủ thứ hết, thì làm sao tu bằng mấy thầy được? Mấy thầy người ta chuyên, người ta niệm Phật, người ta ăn chay, người ta tu, thì cái chuyên môn người ta cao hơn. Bây giờ một người thợ may ngày mai 10 cái với người thợ may ngày mai 2 cái, bà nào giỏi hơn? 10 cái giỏi hơn. Trời ơi, thước dạy thầy, cây dạy thợ, chuyện đó bình thường thôi, người ta làm riết người ta quen à. Đó, quý vị thấy bác sĩ quân đội không? Nó ở trong rừng, trong chiến khu đâu có thuốc đâu, gì đó cũng mổ xẻ cũng lành. Thực chất người ta rất là giỏi, do người ta mổ nhiều quá. Ở đây bệnh viện ngại mổ, có người đó mổ ngại chục ca, tự nhiên ta giỏi lên nè. Ta trải qua một cái thời gian người ta thực tập, rồi bây giờ người ta ứng dụng, cho nên người ta được an lạc. Cho nên thầy khuyến khích quý vị nên tu tập ở nhà liên tục là như vậy đó. Ta ở chùa là để tập, về nhà là phải tu. Tu liên tục như vậy mình mới có cơ hội được giải thoát và được an lạc. An lạc ngay đây nè, ngay chỗ này nè. Mình tu qua trời qua đất mà mình không được an lạc, mình cứ tưởng rằng ngày mai kia ở nơi xa ấy có Đức Phật A Di Đà giơ tay ra đón con về, con mừng quá, cảm ơn Phật. Xin thưa với lại quý vị,
lâu lắm, xa lắm. Mình an lạc ngay đây. Không phải cái an lạc của mình là an lạc của cái bậc chứng quả A-la-hán, nhưng cái an lạc của mình là cái an lạc của một gã cùng tử lang thang tìm được châu báu, của một kẻ xa quê xa xứ nay tìm được mái nhà xưa. Cái an lạc đó nó lớn lắm. Của một cái người mà đói rách nát hết, bây giờ có được một chén cơm dù ngồi ở bên một vỉa hè. Niềm an lạc của mình là của một người đã quá khổ đau do tham chấp, giờ bỏ xuống được rồi, con bình yên lắm Phật ơi. Chứ không phải cái an lạc của mình mà giảng sanh về cực lạc mới là cái an lạc. Còn bây giờ chúng ta bỏ đi những thói quen, những nghiệp chướng nó không chi phối thì không là an lạc. Mà mình cứ tính ở đâu không à, y chang như mẫu giáo vậy đó, là không có được. Vô tình chúng ta bỏ đi những phút giây hiện tại mà cứ dệt những ảo cảnh của tương lai. Đây là một cái lỗ hổng lớn của hành giả tu tập. Chúng ta cứ trông chờ ở một cái nơi nào đó có một cảnh giới an lạc bày ra trước mắt để chúng ta về. Thực ra cũng chỉ là hóa thành trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, tức là một cái thành biến hóa tạm thời như trạm dừng chân để chúng ta ngồi đó, chúng ta nghỉ mệt, tiếp tục đủ sức để đi một chặng đường dài nữa. Chứ còn đi một cái rét mà đi đâu có nổi. Mình nghe đi 500 cây số chỗ nó ngán quá đi, nhưng mình nghe nói 100 cây số có cái siêu thị chỗ có áo quần đẹp lắm, thế là xin lỗi 120 cây số tao cũng đi. Cái đó gọi là hóa thành đó. Tức là cái thành Đức Phật hóa ra là phương tiện để chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ, để chúng ta có sức đi tu tập tiếp, tập tiếp nữa, để thành ra mới có được nhị thừa, tam thừa đồ, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Chứ thực chất tu tập mà nói liền thẳng tới Phật thừa chúng ta đâu có chịu tu. Thấy nó dài quá, nó xa quá, nó mệt quá. Thành Phật thì cũng ham thành Phật, nhưng mà xin lỗi, thấy ngang cái xếp quần áo đẹp con đi chậm chậm, Phật thông cảm. Phải không? Mình có nhiều sở thích lắm, không phải áo quần không đâu, còn nhiều thứ nữa, chỉ có mình Phật biết thôi. Chứ ai mà biết được hết tất cả những gì mình muốn trong lòng. Dân gian người ta nói đơn giản thôi, ai biết cái gì trong trái ổi, chỉ có mình biết. Thì quý vị suy nghĩ xem coi nghiệp chướng của mình nó nhiều hay nó ít. Nhiều quá đi chứ. Mà mình tu thì mình tu chỉ có vài bữa, cái mình đòi thành Phật. Mà nghiệp thì mình không bỏ đó. Sân si thì cũng không có chịu thua ai đó. Mình hơn thua người này, hơn thua người nọ, rồi giận hờn người này, giận hờn người kia, rồi còn đòi hỏi nữa. Tới chùa tu thì mình phải biết là ông thầy mình ông không có giàu, cho nên chùa nó mới chật thì chen với nhau ngồi đâu có sao, còn liếc thấy dành chỗ, để cái túi sách dành chỗ nữa. Ở đây có không? Có. Ngoan vậy à. Thì ai đi trước thì vô ngồi trước, ai đi sau thì ngồi sau, phải không? Nó thì không có được chỗ ngồi ở khán đài A thì qua khán đài B. Nó không nhìn tivi thì liếc qua nhìn bên đây cũng đâu có sao. Trên này hết chỗ thì ngồi dưới thì cũng nghe được, cũng có tivi. Chủ yếu là mình đi nghe ông thầy, chứ đi dòm mặt ông thầy để làm cái gì? Bây giờ cho dòm mặt ông thầy suốt ngày suốt đêm có tới đây ngồi dòm không? Chồng nó quánh cho sình đầu. Thầy thấy quý vị tu cao siêu quá đi. Thầy muốn kéo quý vị tu lại cái lớp mẫu giáo bình thường thôi, để mình thấy được cái nghiệp nó chi phối mình chằng chịt. Mình cứ tưởng là mình tham những cái lớn, mình sân si những cái vĩ đại, những cái nhỏ nó vẫn cột mình, cột chặt mình. Quý vị thấy không? Anh hùng cái thế ngon lành vậy, nhưng mà xin lỗi, một sợi tóc mỹ nhân cũng trói chặt anh lại. Khổ không? Một câu nói đó mình thấy được mình bao nhiêu nghiệp chướng rồi. Đàn ông có cái nghiệp đàn ông, đàn bà có cái nghiệp đàn bà, già có nghiệp già, trẻ có nghiệp trẻ, con nít bây giờ nó cũng có nghiệp của con nít. Thầy thấy có mấy đứa nhỏ đi tới chùa thầy, quý vị biết nó ngồi nó lờ đờ vậy mà quăng cái iPad cho nó, trụ của mắt nó sáng rực. Nó chơi game mà cái biểu lộ cảm xúc của cái gương mặt nó vào trong cái trò chơi đó, nhìn thấy mới ghê nha. Thầy ngồi thầy quan sát thầy để ý mà. Xong đâu, chưa hết, ba má nó tới tham gia chơi chung với nó, còn trẻ mày ngu mày mới chơi, mày rứt đi cho mày lần. Ba má nó cũng đâu có kém gì nó. Quý vị thấy không? Tập thói quen. Thầy ngồi thầy mắc cười qua, thầy hỏi chứ mấy đứa con chơi game lúc nào, té ra là ba má nó chơi. Rồi cũng cho đứa nhỏ chơi.
rồi nhìn đứa con chơi rồi tức chịu không nổi thì nó té ra thói quen cho mình tập hết. Mà nói ai tu tập nếu anh chị mà không quán niệm trong từng hơi thở một thì làm sao mình có an lạc ở ngay đây? Mình cứ tưởng tượng mình sẽ an lạc ở đâu không? Cái đó nó xa lắm quý vị. Cho nên các tôn giáo khác mới đưa ra một cái diễn cảnh là thiên quốc. Thiên quốc tức là cái nơi an lạc, tức là cõi trời, cõi nước trời ở đâu có nhiều thiên thần bay lượn ẻo lả, đẹp lắm, có tiên nữ đi dụ mấy ông đàn ông lên đó. Đó. Rồi có lầu đài, có hột xoàn, có đồ này kia kia nọ nhiều để cho mấy bà thích mê vậy đó. Khỏi đi, ở đây à. Khỏi đi đâu, tường dân này thôi. Tu cho đàng hoàng, tu cho hiền lành, tu cho nó thiệt, an lạc liền, an lạc ngay đây. Khi nghe một câu nói ngọt, chúng ta vui, nhưng đừng để cái câu nói ngọt đó nó chi phối mình. Để chúng ta bình yên khi gặp ai đó bất chợt nói một câu nó hơi mặn. Mình quen ăn ngọt rồi, giờ gặp câu nói mặn mình khó chịu. Mặn cũng là mặn thôi, đâu có gì đâu. Lòng chúng ta thanh thản, bình thường. Vì mình hễ để cái mặn trong lòng, chúng ta bị mặn. Họ nói không mặn mà mình lại bị cái mặn nó chi phối. Chúng ta hết an lạc rồi, chúng ta hết giải thoát rồi. Mình phải tập ngay từ bây giờ, chứ còn đợi ở đâu nữa. Bây giờ cứ niệm Phật để mai mốt Phật rước. Không cần phải đợi mai mốt Phật rước, hễ niệm Phật chắc chắn sẽ được giảng sanh, sẽ được an lạc. Vì nhân niệm Phật sẽ đưa tới quốc độ của Phật. Và hiện tại tâm mình đã có Phật. Nói theo lời của Phật nói, làm theo việc của Phật làm, thì coi như ba nghiệp của mình không rời chất Phật. Như vậy chúng ta phàm nói gì, làm gì, suy nghĩ gì đều có tuệ giác dẫn đạo. Thì đó là cách sống của người Phật tử tìm được sự an lạc ngay đây. Bây giờ quý vị tìm chỗ nào cho nó rộng rãi. Khi mà đã ngồi vô đây là phải chịu à. Khỏi có mơ một cái giảng đường cho đẹp, rộng rãi khỏi. Hễ mình chấp nhận được vậy tự nhiên mình thanh thản liền. Thấy không? Giờ kiếm cái giảng đường, cái hội trường nào cho có ghế ngồi tung tăng nhịp chân được cho nó khỏe. Ở đây ngồi xếp bằng tê cẳng gần chết. Đó, ngồi đây nghe tăng kể cho nên tê cẳng. Lâu lâu mình phải luyến lái một chút kia. Thì quý vị tìm ở đâu? Hễ mình thấy tê cẳng là mình bị cái tê cẳng nó chi phối rồi. Bây giờ cũng tê cẳng, nhưng mình chấp nhận tê cẳng trong cái hoàn cảnh này, tự nhiên chúng ta sẽ không bị tê cẳng. Cơ thể mình vẫn tê đó, nhưng mà cái lý trí của mình, cái suy niệm của mình nó không bị cái cơ thể nó chi phối, chúng ta sẽ bình an. Ai không đói bụng? Nhất là bây giờ nghe cái mùi nấu ở dưới bếp, nó chiên xào gì nó thơm quá trời, đậu hũ muối xả ớt chiên nó ngon ghê lắm quý vị biết không. Chỉ cần miếng cơm thì mình ăn với trái dưa leo mà để tủ lạnh nhai cái rớp cái nó ngon lắm. Ai không đói bụng? Nhưng bây giờ tự nhiên nó đói bụng, cái tự nhiên cái bụng mình nó sôi sôi liền. Không nói tới đói bụng, bụng mình vẫn sôi, nhưng mình không bị cái đói bụng chi phối. Đó là cách để chúng ta tìm được sự an lạc ngay đây. Mình nhứt mình ra khỏi những cái chi phối theo thói quen. Quý vị từng đi xa, đi xe đò với nhiều người phải không? Thỉnh thoảng xe nó dừng lại cho mình đi xuống. Có khi mình không mắc mình cũng đi, tại vì cái bà kế bên bà đi. Mình nghĩ về cái chuyện bà cần đi cho nên mình cũng muốn đi, mặc dù mình trước đó mình không có mắc, phải không quý vị? Nhưng mà đố quý vị mình có mắc không? Có. Cơ thể mình nó có mắc, nhưng mà mình không nghĩ tới nó cho nên mình không có mắc. Trong cái có nó có cái không là vậy đó. Tức không, tức sắc là như vậy đó. Tức là mình vẫn có mắt, nhưng mà mình không suy nghĩ về cái mình mắt đi ra nhà sao, cho nên mình có thể lướt qua một cách dễ dàng. Bỗng dưng có ai đó, em mày đi yên mày. Tự nhiên cái, chờ tôi chút tôi đi với. Mình cứ lầm tưởng là tại cái bà đó bà rủ mình mới đi, chứ mình không có muốn đi. Ây da là khổ quá đi à. Chứ thực sự là mình có, quý vị thấy không, rất thực tế. Mình thường hay đổ thừa, mà đổ thừa trong hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, người kia làm, người nọ làm, cuối cùng đời mình làm sao có tự do. Làm sao mình được an lạc? Người ta muốn mình khổ, người ta xỉa xói mình vài ba câu. Người ta muốn mình sụ mặt, cái người ta chọt được vài ba tiếng cái mình sụ mặt. Làm sao mình được bình yên quý vị?
trong mình có đủ tham sân chấp ngã, có đủ hết, xin lỗi, gian lận cỡ nào, ác độc cỡ nào mình cũng có. Chẳng qua tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp, tùy theo đối tượng mà chúng ta thể hiện hoặc chúng ta khéo che đậy thôi. Ai cũng có hết. Vì mình sống trong cõi này là cõi dục mà. Mình tưởng mình là thánh nhân à? Chưa. Mình chưa đạt tới trình độ đó, dù mình có khả năng tu tập và bước vào dòng thánh, tức là chứng quả dự lưu, chứng quả Tu Đà Hoàng đó. Tức là thời Đức Phật mà nói ra một bài pháp, mình xác quyết được niềm tin. Niềm tin đó là niềm tin bất hoại. Sau khi mình nghe kỹ và chọn lọc cái điều đó, chúng ta không lui sụp niềm tin, cái đó gọi là chứng sơ quả Tu Đà Hoàng đó. Tức là bước vào dòng thánh, chảy theo cái dòng đó, cái dòng của các bậc thánh, gọi là dự lưu. Chúng ta có khả năng đó, nhưng mà bên trong mình vẫn còn đầy dẫy những cái tham, những cái sân, những cái ích kỷ chưa đủ. Mình chỉ mới tham gia vào trong miếng đất đó thôi, chưa có mùa thu hoạch, phải dọn cỏ, phải cải tạo đất, chưa đủ, phải gieo thêm hạt giống và phải bỏ công ra chăm sóc. Hành trình tu tập chúng ta còn dài, nhưng bắt đầu ngay đây. Hai người không vỗ tay. Ôi, hay là tại nói hay quá rồi chăm chú quên vỗ tay. Câu này là bị thầy ép phải không? Kính thưa toàn thể đại chúng, thầy tin chắc rằng quý vị đã chọn con đường đúng. Thì chúng ta đừng bỏ lỡ nhân duyên, để một đời luống qua vô ích. Mai này có thể chúng ta sẽ giả từ cuộc đời, và có thể chúng ta sẽ đi xa, nhưng nhất định chúng ta phải đến một cảnh giới an lạc hơn, có ánh sáng của Phật Pháp nhiều hơn, và gặp được các bậc minh sư nhanh hơn. Điều đó không có gì khác hơn, trong hiện tại chúng ta tinh tấn tu tập bằng cách quên đi ngã chấp của mình, mạnh dạn bỏ trừ những thói quen xấu của mình. Chỉ có cách đó các vị mới xây dựng được một quốc độ an lạc ngay đây. Đó là thù thắng nhân duyên để quý vị được hạnh phúc lâu dài. Xin cảm ơn quý vị. Về thầy chưa được nói đâu, tôi đã hứa nói tới 5 giờ rồi. Quý vị có hoan hỷ với thượng tọa giảng sư không ạ? Vậy là chúng ta phải làm hợp đồng với thượng tọa giảng sư, nếu đồng hồ chưa điểm 5 giờ là không cho phép giảng sư xuống. Vậy là cần phải báo với bảo vệ đóng tất cả các cửa ra vào. Cái này nó ghê vậy chứ. A Di Đà Phật, cảm ơn cái tấm lòng mẫn thế hộ đạo của quý vị. Thầy thấy quý vị rất là khát ngưỡng giáo pháp, điều này làm cho thầy rất là hoan hỷ. Bởi vì chỉ có những người tha thiết muốn được học Phật Pháp và thực tập theo Phật Pháp thì người đó mới có cơ hội dùng Phật Pháp giải trừ phiền não của mình. Thật ra thầy chỉ nói đùa thôi, vì thầy biết quý vị rất là thích nghe Phật Pháp, chứ thầy nói không nổi. Thầy nói không nổi. Bữa nay thầy đã đi xa rồi, giảng nhiều rồi, cho nên là không nói nổi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tòa giảng sư, thật ra một buổi chiều tu tập nơi đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con rất là sôi động, nhất là càng về phút cuối chương trình càng sôi động hẳn lên. Và nhất là những chia sẻ nhằm để tháo gỡ cũng như là để giúp cho quý Phật tử hành giả chúng ta trên vấn đề tu tập của mình cần phải quán chiếu, tư duy và thực hành cho đúng chánh pháp. Đó mới là một người cư sĩ Phật tử. Chúng ta tu đúng đường, lối mà Đức Phật đã chỉ dạy, cũng như các vị thượng tòa giảng sư của chúng ta đã chia sẻ. Và các vị hôm nay nhìn thượng tòa giảng sư chúng ta có đẹp không? Và còn đẹp hơn nữa, trong những lần sắp tới, đạo tràng chúng ta sẽ được hân hạnh tiếp đón thượng tòa giảng sư nhiều lần hơn nữa để quang lâm về đây.
và chúng ta cùng nhau một lòng để cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư của mình luôn được tứ đại điều hòa, pháp thể vạn an, Phật sự viên thành, để chúng ta được đầy đủ nhân duyên nhiều hơn nữa để cùng đón thầy về đây để chia sẻ những thời pháp thật ý nghĩa như ngày tu chiều hôm nay của chúng ta. Một lần nữa chúng con xin được thay lời ban tổ chức cũng như toàn thể hành giả xin được niệm ân thượng tọa giảng sư. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều vâng đạo ban chúng cổ trỗi ba hồi chuông bát nhã cung thỉnh thượng tọa giảng sư nhường nhau cai bánh chia đôi hạt đường nói lời thân thiện dễ thương còn đâu chấp vương ghen tương hận thù chúng là bạn đồng tu cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương nơi đây hội tụ ngàn phương cùng tu cùng học cùng thương đạo mình học cho phát huệ thông minh cho đoạn dứt não phiền oán khiên đời ta đau khổ triền miên cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên nguyện lòng không vướng trần duyên ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn chỗ ngồi nhường nhau cai bánh chia đôi hạt đường nói lời thân thiện dễ thương còn đâu chấp vương ghen tương hận thù chúng mình là bạn đồng tu cùng nhau xây dựng mái nhà pháp vương nơi đây hội tụ ngàn phương cùng tu cùng học cùng thương đạo mình học cho phát huệ thông minh tu cho đoạn dứt não phiền oán khiên đời ta đau khổ triền miên cũng vì chấp ngã muộn phiền nó kia cũng vì bí thứ phân chia làm ta đau khổ chẳng lìa ác duyên nguyện lòng không vướng trần duyên ngày đêm tinh tiến an nhiên thanh nhàn nguyện lòng
không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến.